Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 56. Lý Trường Sinh nghiêm túc nói. Cậu thanh niên này được không đấy? Tôi thấy cậu ta ngông cuồng quá, trước đây tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta. Doãn Chấn Tử trầm giọng nói. Đúng vậy, để cậu ta đại diện cho Đông Y mà ra trận có sao không? Bây giờ chuyện đã đến nước này thì không chỉ là so tài y thuật không thôi đâu. Khổng Phàm Lâm bình tĩnh nói, không hề hoảng loạn. Các vị biết cậu ấy là ai không? Tôn Vô Kỵ mỉm cười thần bí. Cậu ấy là Tần Đại Sư, các vị đã từng nghe danh Tần Đại Sư chưa? Khổng Phàm Lâm kinh ngạc nhìn Tôn Vô Kỵ. Ông cũng quen Tần Đại Sư sao? Tôn Vô Kỵ cười mỉm nói. Chẳng nhẽ chỉ có mình cậu quen Tần Đại Sư chắc, tôi cũng quen Tần Đại Sư. Ha ha ha! Lý Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Hai người bí hiểm cái gì, Tần Đại Sư là ai? Cậu nhóc kia mới mấy tuổi, sao có thể được xưng là Tần Đại Sư được, đúng là buồn cười mà. Hai người rốt cuộc làm sao vậy? Hứa Quang Huy cũng không hiểu, mặt đầy dấu hỏi. Tôn Vô Kỵ trịnh trọng nói. Tần Đại Sư là thầy của tôi. Doãn Chấn Tử kinh ngạc nói. Cái gì, sao có thể, ông điên à, tên kia bao tuổi, sao ông lại bái cậu ta làm thầy? Tôn Vô Kỵ tin tưởng Tần Lâm. Chỉ cần Tần Đại Sư ra tay thì có vấn đề nào không được giải quyết chứ? Ông thì hiểu gì chứ? Tần Đại Sư mới là Đại Sư thật sự, học không phân trước sau, người giỏi làm thầy, mấy người không biết bản lĩnh của Tần Đại Sư nên mới bị vẻ ngoài mà lầm tưởng thôi. Tí nữa mấy người sẽ được chứng kiến phương pháp chữa bệnh của Tần Đại Sư. Anh Tây kia đen rồi, khiêu khích ai lại khiêu khích Tần Đại Sư, ha ha ha. Tôn Vô Kỵ nói xong, Doãn Chấn Tử và Lý Trường Sinh. Cả Hứa Quang Huy cũng trợn tròn mắt, Tần Đại Sư lợi hại vậy sao? Hơn nữa ông ta nhiều tuổi vậy, sao lại bái một cậu nhóc làm thầy? Mất mặt quá đi. Khóe miệng Hứa Quang Huy khẽ nhếch lên. Tôn thần y, lời ông nói có thật không vậy? Ông thực sự là đồ đệ của cậu trai trẻ kia sao? Tôn Vô Kỵ nghiêm túc nói. Đúng vậy, tôi là đồ đệ duy nhất của Tần Đại Sư đấy, sao giả được? Mấy người cứ đợi xem kịch hay đi. Khổng Phàm Lâm tức giận nhìn Tôn Vô Kỵ. Vớ vẩn, ông là đồ đệ của Tần Đại Sư, còn tôi thì sao? Khổng Phàm Lâm hùng hổ nói, ông Tôn Vô Kỵ này không hiểu bái Tần Đại Sư làm thầy lúc nào mà ông ta không biết. Tôi mới là đồ đệ thật sự của Tần Đại Sư, ông là cái thá gì? Ông đừng có mà mượn danh Tần Đại Sư, tôi nói cho ông biết, ông Tôn, ông biết y thuật của Tần Đại Sư cao siêu nên muốn mượn uy danh của Tần Đại Sư chứ gì? Ông mà dám làm tổn hại danh tiếng của Tần Đại Sư, tôi không tha cho ông đâu. Tôn Vô Kỵ cũng không hề nhân nhượng, hai người hùng hổ cãi nhau, mặt mày đen xì, tỏ vẻ sống chết không chịu khuất phục. Vớ vẩn, cậu mới mượn danh Tần Đại Sư ấy, tôi nói cho cậu biết Khổng Phàm Lâm, Tần Đại Sư là thầy tôi, cậu không được phép bôi nhọ uy danh của Tần Đại Sư. Hứa Quang Huy dở khóc dở cười, hai vị đây tranh nhau trước đồ đệ của cậu Tần Đại Sư kia, đúng là chuyện cười mà. Hai người cộng lại cũng phải hơn 100 tuổi, vậy mà chẳng biết giữ gìn tiếng tăm của mình gì cả. Đợi đã, hai vị thần y làm gì vậy? Hai vị đều là ngôi sao sáng của giới y học phương Nam, hai vị phải chú ý hình tượng chứ. Tần Đại Sư bị hai người thổi phồng đến danh bất hư truyền, nếu như không phải vì Tôn Vô Kỵ và Khổng Phàm Lâm quá nổi tiếng, bọn họ còn tưởng Tần Đại Sư mời diễn viên đến. Lý Trường Sinh lạnh lùng nói. Là lừa hay ngựa thì phải cưỡi mới biết được. Được rồi, hai vị đừng cãi nhau nữa, chẳng phải chỉ là một cậu trai trẻ thôi sao? Liệu có thần kỳ như lời hai vị bảo không vậy? Xì, tôi không tin, tôi ở trong giới đông y mấy chục năm, chưa từng nghe qua có vị thần y nào trẻ tuổi như vậy. Tôn Vô Kỵ mặt lạnh như tiền mà nói. Lý Trường Sinh, ông biết mình đang nói gì không? Dám mạo phạm Tần Đại Sư, ông nhất định sẽ hối hận. Khổng Phàm Lâm cười khẩy nói. Đúng vậy, với y thuật của ông, còn không xứng để nâng giày cho Tần Đại Sư đâu. Hai người. Trong đám đông có nhiều người cảm thấy bất bình thay cho Tần Lâm, càng có nhiều người nói tên James Richard này vô liêm sỉ, anh ta làm như vậy là để thẳng, chứ chẳng hề quan tâm đến danh tiếng của mình. Đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Tác dụng của thuốc Tây vốn nhanh, hiệu quả thuốc Bắc lại chậm, cảm cúm phong hàn là minh chứng rõ rệt nhất. Nhưng thuốc Tây lại có thể hủy hoại sức đề kháng của con người, đến lúc đó, càng dễ bị cảm hơn. Đúng, nhưng Đông y thì khác, hiệu quả trị liệu cũng khác, kết quả đương nhiên cũng khác biệt,
chúng ta tuy chậm nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho người bệnh, giúp cơ thể người bệnh đạt đến trạng thái tốt nhất. Uống thuốc xong, không chỉ chữa bệnh mà còn có tác dụng bảo dưỡng cơ thể. Tên người nước ngoài này đê tiện thật, gã là chuyên gia của lĩnh vực virus, so tài với một cậu bác sĩ đông y trẻ tuổi, chẳng phải thắng chắc sao. Còn cả phẫu thuật cắt bỏ khối u nữa, vô lý thật, gã rõ ràng đang muốn lợi dụng sở trường của mình để chiến thắng mà. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ, Tây y chẳng nhẽ lại vô liêm sỉ đến mức này. Cậu bác sĩ đông y kia cho dù có tài giỏi thì cũng phải cần kinh nghiệm, sao lợi hại bằng mấy bác sĩ đông y nhiều tuổi, có vẻ như lần này chúng ta thua chắc rồi. Chỉ cần thắng, trận đấu giữa đông Tây y này sẽ nổi dậy một làn sóng mới, đến lúc đó sẽ càng có nhiều người quan tâm, càng nhiều người chê bai đông y, tôn sùng Tây y. Điều này là sự công kích chí mạng với sự phát triển của đông y, hơn nữa cuộc thi so tài y thuật của cả phương Nam này nhất định sẽ có nhiều người đón xem. Trần Diên cũng rất sốt ruột, Tần Lâm to gan quá, mặc dù cô biết Tần Lâm rất lợi hại. Nhưng lần so tài này đều là sở trường của người ta, anh làm như vậy chẳng phải muốn chết sao? Tần Lâm, cậu có chắc không, tên này đang chơi bẩn đấy. Gã đấu với cậu mà chỗ này đều không phải sở trường của đông y, cậu đừng đồng ý. Tần Lâm nhún vai nói. Chưa nắm chắc cũng phải lên. Vậy cậu biết nguy hiểm mà vẫn lao vào à? Chúng ta không được phép đồng ý, trận đấu này không công bằng. Trần Diên lo lắng nói, bây giờ không chỉ liên quan đến thắng thua của hai bọn họ, mà là về cả Đông Tây Y, một khi thua, thì Đông Y sẽ bị chê bai. Ở đất Hoa Hạ này, Đông Y lại bị Tây Y đánh bại, bọn họ nhất định sẽ bị các phương tiện truyền thông phương Tây thi nhau đưa tin xấu, việc này sẽ có hại với việc tuyên truyền Đông Y. Phương tiện truyền thông bây giờ rất phát triển, trận đấu giữa hai người nhất định sẽ được nhiều người biết đến. Bây giờ quay đầu còn kịp, đợi đến khi Tần Lâm mà thua thật thì muộn rồi. Lúc này Doãn Thu Ca cũng chạy đến bên Tần Lâm, ngăn cản mà nói. Đúng vậy, Tần Lâm, anh không được đồng ý, anh mà đồng ý là xong chuyện đó. Trần Diên nhíu mày, cô gái này thực sự quá xinh đẹp, khiến cô ấy cảm thấy nguy hiểm. Bây giờ cô ấy có thể chắc chắn, cô gái này chính là cô gái mà hôm qua cô nhìn thấy ở bến tàu, cô ấy quen Tần Lâm sao? Hai người đã xảy ra chuyện gì trên tàu vậy? Có vẻ như cô gái này vô cùng quan tâm đến Tần Lâm, không giống như đang quan tâm đến Đông Y, điều này khiến Trần Diên cảm thấy thận trọng. Trẻ tuổi hơn mình, còn xinh đẹp hơn mình, điều này khiến Trần Diên không thoải mái. Tần Lâm cười nói, không hề quan tâm. Bây giờ tôi mà quay đầu thì mới đúng ý anh ta. Trần Diên nói, cô ấy vô cùng quan tâm đến Đông Y. Tên James Richard này muốn thi đấu mà toàn về sở trường của anh ta, mà Tần Lâm thì không, chuyện cười gì vậy? Tần Lâm, cậu không được tùy ý như vậy, họ chê bai đông y của chúng ta, không có nghĩa đông y của chúng ta không giỏi, nhưng cậu mà đồng ý với bọn họ, chúng ta mà thua thì sẽ gây ra tổn thất lớn cho đông y. James Richard cười híp mắt nói, vui vẻ không thôi, anh ta đang muốn khiến Tần Lâm nổi giận, chỉ cần Tần Lâm trúng kế của anh ta, đây đều là sở trường của anh ta. Sợ gì chứ? Sao vậy? Có phải không muốn đấu không? Ha ha ha, Đông Á bệnh phu, có vẻ như cái tên này không phải hư danh nhỉ? Anh mà không dám, tôi khuyên anh câu này, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đến lúc đó đừng khiến người ta mất mặt. Nhiều bác sĩ đông y trẻ tuổi đều cảm thấy căm phẫn, nhao nhao muốn lao lên, bởi vì bọn họ đều là những người xuất sắc tham gia so tài đông y lần này, bị James Richard sỉ nhục như vậy. So tài đông y đã trở thành cuộc thi đấu giữa đông tây y. Thực lực của Tần Lâm có hơi đáng ngờ, nhiều người đều hoài nghi, anh trẻ như vậy, chưa đầy 30 tuổi, có thể đại diện cho đông y được không? Kiêu ngạo vậy, đúng là muốn bắt nạt người ta mà, để tôi đấu với gã. Đúng vậy, cậu trai, cậu xuống đi, để tôi lên cho. Tôi không tin tên tây mũi lõ này có thể khiến đông y truyền lại cả nghìn năm biến mất ở Hoa Hạ được. Cậu không làm được đâu. Đừng đứng ở đây gây chuyện nữa, ai trong chúng tôi cũng có thể đánh bại được tên đấy cả. Nhiều bác sĩ thiên tài đều muốn so tài cao thấp với James Richard, bây giờ bọn họ như được tiêm máu gà. Nhưng Tần Lâm biết, tên James Richard không đơn giản, cho dù là lai lịch hay là thành tựu của thầy anh ta thì cũng không phải thứ mà bác sĩ đông y bình thường so được. Bây giờ lại đấu đúng sở trường của anh ta, nếu như không có thực lực đủ để đè bẹp James Richard thì chắc chắn sẽ thua thê thảm. Hứa Quang Huy bỗng nhiên đứng dậy, là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Liêu Thành, uy nghiêm của ông ta khá lớn. Đủ rồi, mau im lặng,
lần này do Tần Lâm ra trận đấu với James Richard. Tôn Vô Kỵ nói, tôi đồng ý. Khổng Phàm Lâm nghiêm túc nói, tôi cũng tán thành, xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay Tần Lâm. Tôi cũng ủng hộ Tần Lâm. Lời Doãn Thu Ca khiến Doãn Chấn Tử sững sờ, cháu gái mình là người không phục ai cả, hơn nữa con bé còn là một bác sĩ vô cùng xuất sắc, mặc dù chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng bản lĩnh không hề nhỏ. Chỉ tiếc rằng, trời đố kỵ người tài, nếu không con bé nhất định sẽ kế thừa sự nghiệp của ông. Hừ hừ, tôi xem lần này anh thua thế nào, anh đấu mấy cái toàn sở trường của người ta, Tần Lâm ơi là Tần Lâm, anh thích chơi trội thế nhỉ, đợi đến khi anh thua rồi, tôi sẽ đưa video của anh với con điếm kia cho Trần Diên xem, đến lúc đó xem cô ấy phản ứng thế nào, ha ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. James Richard cười tươi roi rói, anh ta muốn nhìn thấy kết quả này, đám đông nổi giận, như vậy mới có thể khiến lòng báo thù của họ trỗi dậy, khiến Đông Y rơi vào hiểm cảnh, càng ngày càng nhiều người hận Tần Lâm, sau đó để Đông Y trượt dài suốt dốc. Khiến càng nhiều người biết đến trận đấu này, thì Đông Y vốn đang vực dậy sẽ nhanh chóng tụt dốc thôi. Nếu anh đã muốn trở thành người đại diện của Đông Y thì chúng ta bắt đầu đi, Tần Lâm đúng không? Anh đừng có bảo tôi bắt nạt anh đó. Vừa nãy anh cũng nói rồi, anh để tôi chọn, còn kết quả cuối cùng thì chúng ta đâu thể thao túng được, thắng thua cứ thoải mái đi, yên tâm đi, tôi sẽ không để anh thua một cách khó coi đâu. Tần Lâm lạnh lùng mỉm cười. Được thôi, nếu anh đã không đợi được thì chúng ta bắt đầu được rồi. Đến lúc anh thua anh đừng kêu cha gọi mẹ là được, Tây Y trong mắt tôi còn chẳng bằng rác rưởi, tôi thấy có vẻ như anh chỉ muốn được mọi người chú ý đến nhờ tôi thôi. James Richard tự tin vô cùng. Lần này anh ta sẽ khiến cho giới Đông Y biết sự lợi hại của bản thân. Vòng một này chính là để sỉ nhục Đông Y, ngoài ra anh ta còn có thể trở thành biểu tượng của sự vực dậy của Tây Y, một mũi tên trúng hai đích. Anh sẽ cảm thấy nhục nhã vì những lời đã nói của mình, bắt đầu đi, vòng một, chúng ta so xem, làm thế nào có thể cắt bỏ khối u hoàn mỹ nhất, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất, với tôi mà nói, 40 phút là đủ rồi. Tần Lâm cười nói. Viện trưởng Hứa. Phiền ông tìm giúp tôi hai bệnh nhân có khối u tương đương nhau, hai người bệnh cùng bị cảm, và một phòng thí nghiệm để kiểm tra sự sống chết của vi khuẩn, chắc không khó đâu nhỉ. Không khó. Hứa Quang Huy gật đầu, ra lệnh cho bác sĩ chủ nhiệm, bọn họ chữa trị miễn phí cho người bệnh, hơn nữa còn được cao thủ y khoa chữa trị, bọn họ cầu mà không được. Chưa đến 10 phút sau, bác sĩ chủ nhiệm đã sắp xếp ổn thỏa, bệnh viện nhân dân Liêu Thành có không ít người bệnh, mà còn được làm phẫu thuật miễn phí. Như vậy đúng là tạo phúc cho mọi người. Bên cạnh đó, trong hội trường lớn, bác sĩ chủ nhiệm đưa bệnh nhân theo, sắp xếp hai phòng phẫu thuật và phòng thí nghiệm chân không, để mọi người có thể quan sát. Sắp xếp phòng thí nghiệm và phẫu thuật chân không cũng cần nửa tiếng đồng hồ, lúc này, vô số người xôn xao, bọn họ đợi không được, muốn xem trận đấu này ai sẽ là người giành chiến thắng. Lão Lý, ông không cần khó chịu đâu, đợi đến khi ông thấy được thực lực của Tần Đại Sư. Ông sẽ biết mình còn ếch ngồi đáy giếng lắm, bây giờ ông có thể không phục nhưng sau khi ông thấy được, ông sẽ biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Tầm hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp lắm. Lời Khổng Phàm Lâm khiến Lý Trường Sinh không biết đáp lại thế nào, ông hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, có điều sắp được chứng kiến thực lực của Tần Lâm rồi, nếu như anh có thể đánh bại tên nước ngoài kia thì cũng coi là đem lại vinh quang cho Đông Y. Mấy vị có thể thấy được thực lực của Tần Đại Sư là may mắn đấy. Tôn Vô Kỵ cười nói, nhìn Khổng Phàm Lâm, hai người họ vô cùng tin tưởng Tần Lâm, bởi vì bọn họ đã từng được chứng kiến sự lợi hại của anh. Cho dù là Trần Diên cũng không biết được Tần Lâm thực sự lợi hại đến mức nào, chỉ có Tôn Vô Kỵ có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tần Đại Sư, chỉ có thể dùng từ kinh thiên động địa để diễn tả. Viện trưởng Hứa, hai người có khối u và hai người bị cảm đã đến. Hứa Quang Huy trầm giọng nói. Bắt đầu đi, Tần Lâm, James Richard. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người bệnh có khối u cho hai người, nhân viên y tế luôn túc trực ở bên để làm công tác cứu hộ. James Richard nói, tôi cần hai trợ thủ, 40 phút là đủ rồi, một người lau mồ hôi cho tôi, một người đưa dao phẫu thuật cho tôi. Được. Hứa Quang Huy phất tay, hai nhân viên y tế đứng bên liền bắt đầu chuẩn bị làm phẫu thuật trong phòng phẫu thuật trong suốt vừa được dựng lên. Tất cả mọi người đều thấy được tên James Richard này rất tự tin. Trong lời nói đầy vẻ ngang ngược. Mà Tần Lâm lại không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát người bệnh.
Hứa Quang Huy nói. Tần Lâm, cậu cũng sẽ được sắp xếp hai trợ thủ. Không cần. Lời Tần Lâm khiến James Richard nhíu mà, phẫu thuật cắt bỏ khối u rất khó, bởi vì khối u liền với máu thịt, một khi bất cẩn thì sẽ dẫn đến vết thương chồng vết thương hoặc xuất huyết, dưới tình huống như vậy mà Tần Lâm không cần trợ thủ sao? Ngông cuồng vậy. Không cần càng tốt, tôi đợi tí nữa xem anh mất mặt thế nào, 40 phút chẳng qua là thời gian dự tính theo kế hoạch, James Richard chắc mầm mình sẽ hoàn thành trong vòng 30 phút. Ở Mỹ Quốc, anh ta là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng. Được mệnh danh là giao phẫu thuật của Thượng Đế, như thế là đủ chứng minh sự xuất sắc của anh ta rồi. Tần Lâm, tôi bắt đầu đấy, anh cũng phải quan sát kỹ nhé, anh chỉ có 30 phút thôi, ha ha ha, đến lúc đó, anh sẽ thua vô cùng khó coi đấy. Sau khi James Richard đi vào phòng phẫu thuật, mặc quần áo phẫu thuật lên, hiểu được bệnh tình của bệnh nhân, kiểm tra dụng cụ phẫu thuật xong liền bắt đầu nhanh chóng tiến đến vị trí cần phải phẫu thuật đã được tính toán, đâu vào đấy. Mỗi bước đều vô cùng nhanh chóng, hai y tá bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Tên James Richard quả thật không đơn giản, phương pháp thật sự quá thành thạo. Đúng vậy, nếu ở trong bệnh viện thì nhất định là bác sĩ mổ chính có kinh nghiệm thành thục, mới 30 tuổi mà có thành tựu như vậy, đúng là thiên tài. Mấy người xem, Tần Lâm sờ mó cái gì vậy, không biết cậu ta đang định làm gì nữa. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Khi Tần Lâm tiếp xúc với người bệnh liền bắt đầu dùng tay miết vị trí của khối u, người bệnh cũng không hiểu, mặt đầy dấu hỏi. Người bệnh mặt khổ sở nói. 5 phút đã trôi qua, cuối cùng Tần Lâm cũng ra tay, anh lấy ra một con dao phẫu thuật vô cùng mảnh và nhọn, cắt một đường khoảng 1 cm trên vị trí của khối u, hai tay chắp lại, khiến khối u to như quả bóng bia biến thành hình bẹp dài, sau đó lấy nó ra từ miệng vết thương. Khối u to như quả bóng bia đã trở thành một sợi thịt dài mảnh, dài khoảng nửa mét. Cảnh này khiến cho nơi đây ai ai cũng ngỡ ngàng, tất cả mọi người đều đứng lên, khó tin được mà nhìn, muốn nhìn rõ xem Tần Lâm đang làm gì, nhưng sự thật chứng minh, ai cũng không hiểu được, Tần Lâm thực sự dùng phương pháp nào, bọn họ chỉ nhìn thấy Tần Lâm khiến khối u biến thành sợi thịt mảnh, rồi lấy ra từ người bệnh, hơn nữa chỉ mổ có 1 cm. Vết mổ dài 1 cm. Thực sự khiến người ta kinh ngạc. Không tiêm thuốc tê, cũng không vạch trược hình dạng phải mổ, cả quá trình chỉ kéo dài có 7 phút. Sau khi khối u được lấy ra, Tần Lâm cũng không khâu lại vết thương cho người bệnh, chỉ bôi một ít thuốc chống viêm. Mẹ kiếp, sao thế được? Thật hay giả vậy, khối u to như vậy, sao có thể bị đè bẹp rồi lấy ra, vết mổ cũng chỉ có 1 cm, trời ơi, có nhầm không vậy? Trong lịch sử của phẫu thuật chưa từng có việc này. Thao tác gì đây vậy? Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi, tôi phục thật rồi. Đám người không ngừng hò reo, bọn họ có thể quan sát được rõ ràng qua phòng phẫu thuật trong suốt, sau khi Tần Lâm xoa nắn, anh rạch một đường 1 cm rồi lấy khối u ra. Đây đúng là kỳ tích của y học mà. Người bệnh sững sờ nhìn Tần Lâm. Tôi không sao chứ? Tần Lâm cười nói. Không sao, có phải hơi đau không? Đau là đúng rồi. Không mổ một vết to như vậy là vì nếu vết mổ quá to thì sẽ mất nguyên khí, nó cũng là tinh khí thần của cơ thể con người, nó mà mất đi thì cơ thể của anh sẽ bị ảnh hưởng, ít thì 3-5 năm, nhiều là cả đời cũng chưa chắc hồi phục được trạng thái tốt nhất của cơ thể. Bây giờ khối u cả anh đã được cắt bỏ rồi, anh có thể về nhà, chú ý giữ gìn sức khỏe, 3-5 ngày là vết thương sẽ kết phải thôi. Người bệnh cười tươi, cảm giác mình có thể thoải mái vận động rồi. Vết mổ này dài có 1 cm, tôi chưa từng nhìn thấy vết mổ nào nhỏ như vậy, bác sĩ, anh lợi hại quá, thần kỳ quá. Tôi đâu lừa anh đâu, chữa xong là có thể đi lại, có điều anh phải chú ý nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, thực sự rất cảm ơn bác sĩ. Người bệnh kích động đến mức mắt nhòe lệ, hơn nữa còn không tốn tiền. Anh ấy nếu không vì thực sự không chống chọi được thì cũng sẽ không phẫu thuật đâu. Phí phẫu thuật này là cả thôn cả xóm phải dồn tiền cho anh ấy, bây giờ lại được miễn phí, đúng là cảm ơn ân đức của Tần Lâm mà. Sao thế được? Lý Trường Sinh trợn tròn mắt, ông ta chưa từng gặp ca phẫu thuật nào như vậy, khối u là một khối thịt thừa, mọc trong cơ thể, vậy mà có thể tách nó ra rồi nặn thành sợi thịt mảnh để lấy ra ngoài, đúng là vớ vẩn mà. Khổng Phàm Lâm cười nói. Nếu là Tần Đại Sư thì không gì là không thể. Tôn Vô Kỵ ung dung nói. Mặc dù tôi cũng rất kinh ngạc nhưng Tần Đại Sư mà ra tay thì đây cũng là chuyện bình thường. Hứa Quang Huy bắt đầu nửa tin nửa ngờ,
nhưng Tôn Vô Kỵ và Khổng Phàm Lâm nghiêm túc quá, đây rõ ràng không phải đùa. Hai vị, cậu Tần đại sư này thật sự là thầy của hai vị sao? Bây giờ sau khi chứng kiến phương pháp của Tần Lâm, ngay cả Hứa Quang Huy cũng dao động rồi, học không phân trước sau, người giỏi làm thầy, có vẻ như phương pháp mà Tần Lâm dùng thực sự khiến Khổng Phàm Lâm và Tôn Vô Kỵ nể phục. Khổng Phàm Lâm mắt sáng lên, nhìn Hứa Quang Huy. Có thể là giả sao? Đừng cho rằng trẻ tuổi nên không được xưng là đại sư, Tần đại sư là con cưng của trời thật đấy, là trụ cột của nền Đông Y Hoa Hạ, căn bản không phải người mà chúng ta sánh bằng đâu. Hứa Quang Huy liên tục gật đầu. Hy vọng Tần Lâm này không khiến chúng ta thất vọng, sự vực dậy của Đông Y đều dựa vào hàng lớp những người trẻ tuổi đó. Doãn Chấn Tử cũng tán thành. Nói đúng lắm, lớp người chúng ta dù sao cũng già rồi, nếu như những người tài năng như Tần đại sư này ngày càng nhiều, Đông Y của chúng ta có hy vọng rồi. Điểm yếu lớn nhất của Đông Y chính là kiến thức và kinh nghiệm, muốn trở thành bác sĩ Đông Y tốt thì phải cần tích lũy kinh nghiệm, còn Tây Y thì tiến bộ nhanh hơn. Dường như họ chỉ cần dùng 1/10 khoảng thời gian của Đông Y chúng ta là có thể trở thành một bác sĩ. Lý Trường Sinh nói, có điều sự xuất hiện của Tần Lâm đã thay đổi suy nghĩ của bọn họ, họ bắt đầu dần dần công nhận Tần Lâm. Còn chưa đến 10 phút, ha ha ha, Tần Lâm giỏi thật. Tên James Richard này bây giờ sẽ biết Đông Y chúng ta lợi hại thế nào. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao, Đông Y nhất định sẽ vực dậy. Có vẻ như ánh mắt của các vị tiền bối rất tốt, Tần Lâm chỉ cần trong chưa đầy 10 phút có thể sử dụng phương pháp chưa ai từng nghe nói đến để cắt bỏ khối u, đây đúng là kỳ tích của giới y học. Đây mới là đại sư thật sư, cái danh Tần đại sư này đúng là không phải hư danh. Càng ngày càng có nhiều người tung hô tên của Tần Lâm. Sau 10 phút, tên James Richard mới vừa cắt được lớp da của người bệnh, chuẩn bị cắt bỏ khối u. Lúc này mặt James Richard tái mét. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, vô cùng lo lắng. Sao có thể, tên này sao có thể hoàn thành ca phẫu thuật nhanh như vậy? Nhìn tiếng tung hô của mọi người, nhìn người bệnh của Tần Lâm có thể cử động như ý, lòng anh ta bắt đầu lo lắng. Thần kỳ quá! Đông y chẳng nhẽ lợi hại đến vậy sao? 35 phút sau, James Richard mới run rẩy khâu xong mũi cuối cùng, ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cuối cùng cũng xong, lúc này sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Tần Lâm hoàn thành tốt ca phẫu thuật trong chưa đến 10 phút, hơn nữa người bệnh còn có thể tự do vận động, đúng là nằm ngoài nhận thức của anh ta mà. Đông y thực sự lợi hại đến thế sao? Kỹ năng phẫu thuật như vậy thật kinh khủng quá. Tần Lâm nói thẳng vào trọng tâm, thuốc tốt như vậy, nếu không có tác dụng phụ hoặc khuyết điểm gì thì sẽ trở thành loại thuốc được cả thế giới sử dụng, hơn nữa vi khuẩn cảm cúm vẫn luôn tồn tại, không thể nào tiêu diệt hoàn toàn được, nếu là người thì không ai không bị cảm cả. James Richard lạnh lùng hừ một tiếng, Tần Lâm đã nắm đúng thóp của anh ta, khiến anh ta không thể lảng tránh, mặc dù không phải vấn đề chí mạng nhưng không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Chỉ có điều loại thuốc này mỗi giờ phải uống thuốc một lần, hơn nữa giá thành không rẻ. Một hộp thuốc chỉ uống được một ngày, một hộp 8.000 tệ. Lời James Richard khiến mọi người sợ hết hồn, một hộp thuốc mà từng nấy tiền, thuốc tiên à, hơn nữa còn là liều lượng một ngày. Loại thuốc này người bị cảm bình thường uống được chắc. Tần Lâm nói, thuốc có 3 phần độc, 1 giờ uống một lần chắc chắn không ổn, tính khống chế của thuốc chắc anh hiểu rõ mà nhỉ. Lúc nào nó có thể kéo dài thời gian có hiệu quả, giảm giá thành, hơn nữa không có tác dụng phụ mới là thuốc tốt. Còn với anh mà nói, cái này chắc 10, 20 thậm chí 50 năm nữa, anh cũng không giải quyết được vấn đề này. James Richard cười khẩy nói, thế thì sao chứ? Đó là vấn đề của tôi, không liên quan đến anh. Bây giờ tôi có thể khiến người bệnh cảm thấy đỡ trong vòng một tiếng là nhanh lắm rồi, anh không thể nào làm nhanh hơn tôi đâu. Được, vậy tôi để anh mở rộng tầm mắt, tôi sẽ dùng ngàn dặm truy phong quán. Tần Lâm lấy ra mấy chiếc cốc rác hơi, bắt đầu làm rác hơi cho người bệnh. Cốc rác hơi đặt trên người người bệnh, không ngừng di chuyển, hai tay Tần Lâm cầm 10 chiếc cốc, liên tục di chuyển trên lưng người bệnh. Liên tục xoa bóp cho đến khi người bệnh toát mồ hôi khắp lưng, trán cũng ứa mồ hôi. Cốc rác hơi không ngừng di chuyển, Tần Lâm nắm bắt được huyệt vị, niết đúng vị trí, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Ngay cả James Richard nhìn cũng trợn tròn mắt, tốc độ làm rác hơi của Tần Lâm nhanh quá. Hơn nữa không hề ngừng lại, 10 phút trôi qua, trên mặt Tần Lâm cũng toát ra đôi chút mồ hôi. Rác hơi thực sự có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cảm cúm không?
Ai biết được, có điều phương pháp của Tần Lâm có vẻ như không phải là làm màu, thao tác này, ha ha, ngay cả mắt tôi cũng không theo kịp. Rác hơi vẫn luôn là một trong những công cụ chữa bệnh quan trọng trong đông y của chúng ta, có thể đuổi được hàn khí, giải nhiệt, nhưng nhất định phải tìm đúng huyệt vị, hơn nữa lực đạo cùng phương hướng di chuyển cũng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn trong phương pháp châm cứu. Đúng, phương pháp châm cứu vốn vô cùng khó thực hiện, rác hơi và châm cứu có hiệu quả gần tương đương, nhưng rác hơi lại thiên về phương pháp vận hành chiếc cốc, đều là tinh túy được kế thừa trong đông y. Nhiều người liên tục gật đầu, phương pháp rác hơi của Tần Lâm khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, phương pháp này cho dù có là bác sĩ đông y chuyên nghiên cứu rác hơi cũng khó làm được. Ngàn dặm truy phong quán. Lý Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, ông ấy có sở trường dùng rác hơi. Hơn nữa ông ấy cũng từng nghe thấy bậc trưởng bối trong nhà nhắc tới, ngàn dặm truy phong quán là kỹ thuật rác hơi thần kỳ, nếu có thể vận dụng đúng cách thì không thua kém gì châm cứu cả, có điều không có nhiều phương pháp sử dụng như châm cứu, rác hơi cũng được coi là một trong những phương pháp mà cao thủ đông y sử dụng. Lý Trường Sinh khơi dậy bí mật, nghe nói ngàn dặm truy phong quán đã biến mất cả trăm năm nay rồi, nó có thể vận dụng hết mức rác hơi, nó nhanh như gió thổi, tốc độ đã đạt đến mức khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa nghe nói ngàn dặm truy phong quán dùng nhiều nhất là 9 chiếc cốc, đồng thời thao tác cùng lúc, nhưng Tần Lâm lại dùng đến 10 chiếc, thật sự khiến người ta kinh ngạc mà. Tôn Vô Kỵ cười ha ha mà nói. Lão Lý, bây giờ ông đã hiểu được Tần Đại Sư lợi hại thế nào chưa? Nhà họ Lý chẳng phải chuyên nghiên cứu kỹ thuật rác hơi sao, kỹ thuật rác hơi của ông so với Tần Đại Sư thì thế nào? Lúc này sắc mặt của Lý Trường Sinh vô cùng khó coi, có điều không thể không thừa nhận. Ngàn dặm truy phong quán của Tần Lâm có thể đè bẹp ông ta, khiến ông ta phục sát đất. Tôi không phải đối thủ của Tần Đại Sư, tài năng của Tần Đại Sư tôi còn lâu mới sánh bằng. Lý Trường Sinh nói thật lòng, mặc dù Lý Trường Sinh vốn bất mãn với Tôn Vô Kỵ và Khổng Phàm Lâm nhưng phương pháp của Tần Lâm khiến ông kinh ngạc quá, người có thực lực, dù là ở đâu thì đều sẽ được tôn trọng. Vậy nên Lý Trường Sinh chỉ có thể cúi đầu trước Tần Lâm. Ba chữ Tần Đại Sư này cũng thể hiện được sự tôn trọng của ông với Tần Lâm. Hứa Quang Huy và Doãn Chấn Tử liên tục gật đầu, người trong nghề ra tay là biết ngay có tài không, hai người bọn họ mặc dù không quá tinh thông rác hơi nhưng chiêu ngàn dặm truy phong quán này cũng khiến họ mở rộng tầm mắt, ngay cả Lý Trường Sinh có sở trường dùng rác hơi thì cũng phải cúi đầu trước Tần Đại Sư, điều này đã thể hiện được thực lực của anh. 5 phút trôi qua, Tần Lâm đã kết thúc rác hơi, sau lưng người bệnh đầy dấu đỏ hồng. Như dòng sông vậy. Thoải mái quá. Người bệnh lầm bầm nói, thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa được đi spa vậy, vừa nãy còn đau nhức toàn thân, đau đầu khó chịu vô cùng, bây giờ thoải mái hơn nhiều, vô cùng thư thái. Thần y, như thế này thì nhanh quá. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình, máu như sôi lên sùng sục, triệu chứng cảm cũng biến mất rồi, ha ha. Thoải mái quá. Chiêu rác hơi này thậm chí còn thoải mái hơn mấy nhân viên massage trung tâm tắm hơi nhiều. Người bệnh kích động mà nói, Trần Diên không khỏi mỉm cười, nhân viên massage ở trung tâm tắm hơi sao có thể so với Tần Đại Sư được. Cúp vàng cúp bạc sao bằng tiếng lành đồn xa. Biểu hiện của người bệnh mới là thứ khiến người ta có thể tin tưởng nhất, ngay cả James Richard cũng sững sờ ngay tại chỗ, anh ta cũng được chứng kiến chiêu, ngàn dặm truy phong quán kia. Phương pháp của đông y quả thật nhiều hơn anh ta nghĩ nhiều. Đặc biệt là tên Tần Lâm này, trông có vẻ trẻ, không ngờ lại nhiều trò vậy, trò ban nãy thực sự khiến anh ta bái phục, nhưng bây giờ chiêu rác hơi của tên này lại càng đạt đến đỉnh cao, chẳng nhẽ người hoa hạ nào cũng biết công phu à. Ngay cả một tên bác sĩ đông y trẻ tuổi cũng có phương pháp lợi hại như vậy, đúng là vớ vẩn mà. Bàng Khải cười khẩy nói, trong ánh mắt đầy vẻ căm thù Tần Lâm. Nếu không vì anh ta đã ôm được người đẹp về nhà rồi. Đều tại anh khiến cho cuộc đời của anh ta tối tăm ảm đạm đến vậy, anh ta nhất định phải hủy diệt Tần Lâm. Tần Đại Sư thật sự lợi hại, xứng với hai chữ Đại Sư này, cho dù là phương pháp phẫu thuật hay là phương pháp rác hơi đều vô địch, đạt đến đỉnh cao. Đúng vậy, sư phụ tôi cũng không bằng anh ta, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng đây chính là thiên tài, tôi cũng khó lòng theo kịp. Cả đời này nếu như tôi có thể đạt được đến trình độ của Tần Đại Sư thì tôi có thể tạo phúc cho đời rồi. Tần Đại Sư đúng là tấm gương trong giới đông y chúng ta. Mọi người sôi nổi bàn tán, vô cùng kính phục Tần Lâm, những bác sĩ trẻ tuổi lúc trước có ý kiến và thái độ khó chịu hoài nghi giờ đều tâm phục khẩu phục rồi. Tần Lâm bây giờ thừa sức đánh bại James Richard,
đây là điều không ai ngờ đến, hơn nữa, Tần Lâm còn đánh bại dễ như bỡn. Đàn ông kính phục, phụ nữ yêu quý, Tần Lâm còn trẻ thế, ngay cả Doãn Thu Ca cũng động lòng, nhớ đến cảnh trên tàu, tim liền dạo dực, mình có duyên với Tần Đại Sư, dù nó nhỏ thôi. Nếu như không gặp Tần Đại Sư, chắc đời này của cô cũng đi tong rồi. May mà cuộc đời em có anh. Trần Diên nhìn người phụ nữ đứng bên, sao cô nhìn bạn trai tôi như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy, người phụ nữ này đúng là động vật nguy hiểm. Bây giờ Tần Lâm đã khiến người ta thay đổi cách nhìn, không ít cô gái khi nhìn anh đều tràn đầy tình cảm, liếc mắt đưa tình, Trần Diên không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Người khác Trần Diên không quan tâm, nhưng Doãn Thu Ca này quá đẹp, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, nếu là cô cũng khó khống chế bản thân, càng đừng nói đến một người đàn ông bình thường. Khi mọi người chuẩn bị chúc mừng Tần Lâm, James Richard lại nói. Tần Lâm, chúng ta còn trận thứ ba nữa, nó chưa bắt đầu đâu, anh đừng nghĩ anh thắng rồi. Vừa nãy chẳng phải đích thân anh đã nói, chỉ cần tôi có thể thắng anh một trận thì coi là tôi thắng. Anh tự cao tự đại như vậy, tôi muốn xem anh có thật sự là thiên hạ vô địch không. Lời James Richard khiến mọi người nổi giận, tên này không biết xấu hổ à. Ba trận thắng hai là thông lệ quốc tế rồi. Bây giờ anh thua hai trận mà anh còn muốn đấu với Tần Lâm trận cuối. Loại người như đúng là khiến người ta khó tin, chuyện vô liêm sỉ như vậy mà cũng làm được sao? Không biết xấu hổ quá đi, tên James Richard này chắc thua mà không phục đây. Đúng vậy, sao lại thế được chứ, ba trận thắng hai, bây giờ thua rồi, anh ta còn muốn ở đây kiêu ngạo, tên người nước ngoài này miệng lưỡi độc địa thật, tôi muốn tần anh ta một trận quá. Mẹ kiếp, may mà Tần Đại Sư tốt tính. Loại người như này mà vào tay tôi đấm cho mấy phát. Hai, nhưng mà gã nắm thóp được Tần Đại Sư rồi, lúc trước Tần Đại Sư thực sự đã nói vậy, chỉ cần anh ấy thua một trận thì tên Tây kia thắng, bây giờ gã thừa cơ để luồn lách đó. Tần Đại Sư, cho gã thấy thế nào mới là đông y thực sự đi, chúng tôi ủng hộ anh. Đối mặt với những người đòi đánh kia, James Richard vẫn đầy tự tin, cửa ải cuối cùng là lĩnh vực virus của bản thân. Cả thế giới này người có thể vượt qua anh ta trên lĩnh vực này không quá con số 3, rõ ràng Tần Lâm không nằm trong số đó. Mà bây giờ hy vọng cuối cùng của anh ta cũng nằm ở đây, James Richard không quan tâm đến mặt mũi nữa, chỉ cần có thể khiến Đông Y thất bại, chỉ cần khiến Tần Lâm nhận thua là đủ rồi. Tần Lâm cười nói, ung dung không vội. Được, theo như ý anh, tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục, anh nói đi, tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Người tài gan lớn. Tần Lâm hoàn toàn không quan tâm đến thử thách khó khăn của James Richard, cho dù là lĩnh vực virus mà anh chưa từng xem qua, nhưng chỉ cần chữa khỏi bệnh thì chứng minh một điều anh giỏi hơn James Richard, Đông Y cũng có thể đứng vững, không sụp đổ. Mặc dù bây giờ Đông Y có hơi suy thoái trên toàn thế giới, nhưng điều ấy không có nghĩa Đông Y sẽ suy tàn, ở trên đất Hoa Hạ, mấy năm nay, Đông Y dần dần hồi phục nguyên dạng, ít nhất ở đất Hoa Hạ này, việc thay thế Tây Y cũng nằm trong tầm tay thôi. Còn người khác, Tần Lâm không quan tâm, anh là bác sĩ, nhưng chỉ là người Hoa Hạ, không có nghĩa vụ phải cứu tất cả mọi người, đi cứu thế giới. Anh không có bản lĩnh lớn đến vậy, cũng không có ước nguyện to lớn đến thế, chỉ cần tạo phúc cho Hoa Hạ là đủ rồi, loại vĩ nhân như vậy, anh không làm được. Người hành nghề y, lương y như từ mẫu, nhưng đầu tiên ngay cả lòng tin với đông y mà cũng không có thì tôi phải cứu anh làm gì. Tần Lâm là người tốt nhưng không phải loại người tốt não tàn. Tên James Richard tuyên chiến trong buổi giao lưu giữa Đông Tây Y. Vì nổi tiếng, vì để có thể trở thành vĩ nhân trong mắt người khác, vì để có thể trở thành kẻ tiên phong mà đạp Đông Y xuống. Bác sĩ không có biên giới, nhưng trận chiến giữa Đông Tây Y mãi mãi có biên giới. James Richard tuyên bố hùng hồn, đây là con át chủ bài mạnh nhất của tôi, chẳng nhẽ tôi còn có thể thua anh sao? Thế thì thành trò cười mất, như vậy thì về nhà trồng khoai cho nhanh. Được, được, được. Nếu anh đã có lòng tin như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Tần Lâm, trận cuối cùng phân thắng bại này, anh phải chơi đến cùng đấy. Tôi nghĩ, tên này muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tên này vì thắng mà không từ thủ đoạn. Điều này với Tần Đại Sư mà nói thực sự không công bằng, căn bản không biết đây là virus gì. Hơn nữa tên James Richard lại dùng virus khó giải để đối phó với Tần Đại Sư. Địch tổn thương 1.000 mình tổn thương 800, tên này ác thật. Nhiều bác sĩ cũng hoang mang theo, tên James Richard vì có thể thắng Tần Lâm mà không quan tâm đến những điều ấy, tự tiêm virus vào người mình để cho Tần Lâm giải virus,
đúng là hoang đường mà. Nhưng nếu James Richard dám làm như vậy, mà Tần Lâm không dám ứng chiến thì người thua là bọn họ. Sao vậy, không đấu à? Tần Lâm, chẳng nhẽ anh nhát gan đến vậy? Xem ra đông y của mấy người cũng chỉ đến thế mà thôi, còn muốn chữa trị thật sự phải dựa vào tây y chúng tôi. Anh yên tâm, nếu tôi thật sự có vấn đề gì, tôi cũng không tìm anh, ha ha ha. James Richard cười híp mắt nói, trong lời nói đầy sự khiêu khích, virus với đông y mà nói rất khó để nghiên cứu. Bởi vì cần nhiều máy móc hiện đại, vậy nên James Richard mới dám chơi trội như vậy, muốn giao đấu với Tần Lâm, một khi anh thất bại thì đông y cũng phải chịu nỗi hổ thẹn, anh ta sẽ không thua được. Nhưng muốn thắng thì cũng không có khả năng, muốn sản sinh và phân giải virus này thì phải dùng máy móc để thí nghiệm nhiều lần thì mới giải quyết được vấn đề. Tổ hợp lại các phân tử của virus, điều này với đông y là thứ khó có thể tưởng tượng được. Lần này tên James Richard nắm chắc chiến thắng trong tay, anh ta nhất định phải khiến tây y trở thành sự tồn tại đáng sợ, cao cao không với tới trong mắt mọi người, phải là thứ có thể đứng chung với thần linh. Có gì không dám chứ? Tiêm virus đi, không cần nhiều thời gian đến vậy đâu, một giờ là đủ rồi, yên tâm mà tiêm virus đi, ở trước mặt Tần Lâm thôi, cho dù là Diêm Vương cũng phải nhượng bộ. Tần Lâm đồng ý với James Richard, khiến mọi người trở nên kích động, lo lắng thay cho anh. Virus không dễ loại bỏ đâu, ngay cả cuộc chiến mấy chục năm của Hoa Hạ còn suýt nữa vì chiến tranh virus mà vô số người chết bị thương. Còn là bây giờ thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, một khi bị nhiễm virus thì cũng khó sống. Lần này, tôi thấy Tần Đại Sư thua chắc rồi. Đúng vậy, tên James Richard này cho dù có thắng thì cũng thắng không vinh. Cũng hết cách rồi, ai bảo Tần Đại Sư đồng ý với gã chứ, bây giờ gã đã nắm được thóp của Tần Đại Sư rồi. Tần Đại Sư lần này gặp ải khó rồi. Tôi thấy Tần Đại Sư có dự tính riêng, chúng ta lo lắng cũng bằng thừa thôi. Hai, cứ phải xem trước đã. Chúng ta cùng cầu phúc cho Tần Đại Sư vậy. Là người kế thừa của Đông Y, ai mà chẳng hy vọng Đông Y không suy vong, Tây Y sẽ vực dậy. Tây Y hưng thịnh nhiều năm như vậy, nó có quan hệ mật thiết với nhịp sống nhanh của xã hội ngày nay, căn bản không ai muốn dừng lại để khám kỹ bệnh. Dục tốc bất đạt. Tây y mặc dù nhanh nhưng để lại không ít di chứng, hơn nữa còn xuất hiện tác dụng phụ. Người trẻ tuổi bây giờ lấy đâu ra thì giờ để quan tâm mấy cái đấy. Sống là chuyện khó khăn nhất rồi. Đông y muốn vực dậy, phải nhờ cả vào Tần Đại Sư. Chuyện xuyên nhanh. Tần Đại Sư đã thuyết phục được tất cả các bác sĩ đông y ở đây, nhưng chỉ có một mình tên người nước ngoài này là không. Doãn Thu Ca lo lắng, sốt ruột. Tần Đại Sư, tôi tin anh nhất định sẽ thắng. Tần Đại Sư nhất định sẽ thắng. Trần Diên nhìn Doãn Thu Ca cũng có hơi hoài nghi, nhưng khi cô có thể thấy được, trực giác của phụ nữ rất nhạy. Người phụ nữ này có quan hệ khác người thường với Tần Đại Sư, hơn nữa quan hệ giữa hai người bọn họ không hề tầm thường. Doãn Thu Ca không chịu yếu thế, Tần Đại Sư là người cô kính phục, lúc này Trần Diên rõ ràng đang ghen, mà bản thân Doãn Thu Ca chỉ kính phục Tần Đại Sư thôi. Tôi tin Tần Đại Sư không thua. Tần Đại Sư còn phải chữa bệnh cho tôi nữa, tôi rất tin tưởng Tần Đại Sư. Lời Doãn Thu Ca càng khiến Trần Diên khó chịu, cuộc chiến giữa phụ nữ không đơn giản. Ai cũng không phải ngoại lệ, Doãn Thu Ca mặc dù không yêu Tần Đại Sư nhưng trong lòng cô ấy lại rất coi trọng anh, tôn trọng anh đến bất thường, không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn. Trần Diên ở bên thần tượng của Doãn Thu Ca, sao cô ấy có thể vui được, hai người đối đầu với nhau. Cậu dám chữa bệnh cho người phụ nữ này. Tần Lâm, cậu còn lừa dối tôi bao nhiêu chuyện nữa? Trần Diên nổi giận với Tần Lâm, đàn ông đúng là suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi đương nhiên sẽ không tiêm virus không thể giải được cho mình, tôi có thể giải được loại virus này trong vòng 3 tiếng, đây là phương thuốc tôi đã nghiên cứu, có 102. Lúc trước vì để giải loại virus này, tôi và thầy tôi đã mất hơn 1 tháng mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải, bây giờ phải xem anh có thể đem lại hy vọng cho đông y không, Tần Lâm. Ha ha ha. James Richard lấy virus ra tiêm vào người mình, lúc này, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi, miệng cũng tái xanh, tím tái lại, khiến người xem cũng kinh ngạc, ánh mặt anh ta trắng dần đi, hai tay không ngừng run rẩy, trên miệng lại mỉm cười độc ác. Ha ha ha, Tần Lâm, nào, tôi xem anh giải virus thế nào, anh đừng để tôi thất vọng nhé, nếu như có thể khiến tôi khỏi bệnh trong thời gian ngắn thì tôi cũng vui lắm đó. Đương nhiên nếu anh không làm được thì nhận thua luôn đi. Tôi muốn xem anh có thể thay tôi giải virus không,
loại virus này không dễ như anh tưởng đâu. Tần Lâm ung dung nói. Chữa khỏi cho anh không khó, loại virus của anh theo như tôi thấy cũng dễ như ăn cháo thôi. James Richard nói. Anh đừng chém nữa, tôi muốn xem, trong 2 tiếng anh giải virus thế nào. Tần Lâm, anh muốn khiến tôi tâm phục khẩu phục thì anh phải có bản lĩnh thực sự, tôi nghe nói đông y khi chữa loại virus này chỉ biết ôm hy vọng thôi. Không ngừng đổi thuốc mới có thể đạt được hiệu quả, lần nào cũng tốn tận mấy ngày. Tần Lâm duỗi tay ra bắt mạch cho James Richard. Tôi nói rồi, 1 tiếng là đủ. James Richard không quan tâm, lần này thắng chắc rồi. Im lặng một lúc, Tần Lâm đột nhiên nghĩ ra, nói với James Richard. Đứng dậy, nằm lên giường bệnh. James Richard nhíu mày. Anh muốn làm gì? Tần Lâm nói. Đương nhiên là chữa cho anh rồi, bây giờ tôi sẽ dùng châm cứu để chữa cho anh, để trừ hỏa tiêu độc cho anh. James Richard nằm lên giường bệnh, khinh thường nói. Chỉ giỏi làm màu, hừ hừ. Lý Trường Sinh, Doãn Chấn Tử cùng Hứa Quang Huy đều kinh ngạc trước tài châm cứu của Tần Lâm. Phương pháp châm cứu cửu châm không phải là thứ ai cũng có thể dùng được, chàng trai này đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác mà. Hơn nữa bạn sẽ không bao giờ biết hết được bản lĩnh của Tần Đại Sư, rốt cuộc anh có biết bao nhiêu con át chủ bài. Phương pháp châm cứu này thần kỳ vậy sao? Quá nhanh, tôi còn chưa nhìn rõ nữa. Anh nghĩ tôi nhìn rõ à? Tần Đại Sư là Tần Đại Sư, cậu ấy định dùng phương pháp châm cứu để chống lại virus sao? Cái này anh không biết đâu, điều thần kỳ của phương pháp châm cứu này chúng ta còn lâu mới tưởng tượng được. Tôi đoán Tần Địa Sư dùng phương pháp châm cứu này để ép virus ra khỏi cơ thể. Đúng đúng đúng, chắc chắn là vậy, Tần Đại Sư quá thông minh, phương pháp này thật sự khiến người ta không tin nổi. Tôi chưa từng thấy phương pháp châm cứu nào thần kỳ vậy đâu, thậm chí còn thần kỳ hơn khả năng châm cứu của thầy tôi nữa. Ha ha ha, anh nói vậy thầy anh biết không đấy. Mọi người đều thẳng thốt kêu lên, Tần Đại Sư có vẻ như đã có đối sách rồi, dùng kim bạc để ép virus ra khỏi cơ thể, điều này cũng đâu phải không có khả năng, nhưng virus mạnh thế, bây giờ giới y học cũng phải bất lực, Tần Lâm liệu có thể ép virus ra khỏi cơ thể trong thời gian ngắn không? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. James Richard nằm trên giường bệnh, dương dương tự đắc, Tần Lâm không thể nào giải virus trong thời gian ngắn như vậy, anh ta chắc chắn có thể tuyên bố mình thắng cuộc. James Richard tràn đầy tự tin, Tần Lâm chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi, nhưng mà bản thân vẫn phải rộng lượng một chút. Bây giờ chỉ là giữ thể diện cho Tần Lâm mà thôi, dù sao thì 2 trận trước đã thắng rồi, nếu bây giờ trực tiếp tuyên bố Tần Lâm thua cuộc chẳng phải hơi hẹp hòi rồi sao? Bây giờ nhận thua còn kịp, dựa vào mấy cây kim châm vớ vẩn mà đòi khử được độc cho tôi, anh đang đùa đấy à? Ha ha ha! James Richard cười lớn nói. Sự khinh bỉ thể hiện rõ qua lời nói và biểu cảm. Các bác sĩ đông y đều cho rằng tiếng cười chế giễu của anh ta rất nực cười, mặc dù chưa biết phương pháp châm cứu của Tần Đại Sư có thể lật được tình thế hay không nhưng ai cũng biết châm cứu là phương pháp thần kỳ nhất trong đông y, có thể sử dụng vật lý trị liệu đánh bại rất nhiều phương pháp điều trị trung hòa, đây là điểm thần kỳ của nó, biến không thể thành có thể. Vội gì chứ, lát nữa anh sẽ khỏi bệnh. Tần Lâm cười nói, châm cứu như thần. Vô cùng tỉ mỉ và linh hoạt, mỗi cây kim đều châm đúng chỗ, bất luận là tốc độ, độ nông sâu hay lực châm cứu đều vô cùng chuẩn xác, tất cả học giả đông y có mặt tại đây đều nổi da gà, đây giống như một buổi dạy châm cứu trực tiếp quy mô lớn của Tần Lâm vậy, cho dù là đám người như Khổng Phàm Lâm hay Lý Trường Sinh cũng chưa chắc thực sự lĩnh hội được chân lý châm cứu của Tần Lâm. Nửa tiếng trôi qua Tần Lâm cũng đã châm cứu xong, lúc này kỳ tích đã xuất hiện. Trên người James Richard ngày càng xuất hiện nhiều những đốm đen, ngấm vào da của anh ta rồi hiện rõ ra, hơn nữa còn có mùi rất thối, những người đứng gần đều phải bịt mũi lại. Ngôn Tình Sủng. Lúc này James Richard cũng cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, sự đau đớn trước đây đã biến mất, nhìn thấy những đốm đen của trên cánh tay, sắc mặt của anh ta còn đen hơn cả những cái đốm ấy. Anh ta biết virus trong cơ thể đã được Tần Lâm hóa giải. Nhưng anh ta nghĩ không ra, sao lại như thế chứ? Tại sao Tần Lâm lại có thể dễ dàng chữa khỏi được, trong khi anh ta và thầy giáo của mình mất ăn mất ngủ 1 tháng trời mới có thể giải được loại virus này, đúng là không thể tin nổi. Hơn nữa Tần Lâm hoàn toàn không biết con virus này hình dạng thế nào, đáng sợ ra sao, tóm lại chỉ dựa vào một phương pháp châm cứu cao siêu dường như có thể dĩ bất biến ứng vạn biến hóa giải mọi loại virus. Đây mới là điều thần kỳ nhất,
Vẻ mặt của James Richard rất khó coi, lúc này anh ta giống như chú hề bị lột sạch quần áo vậy, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng, hoàn toàn không dám nhìn xung quanh. Anh ta thua một cách thảm hại, sự tôn nghiêm cuối cùng đã bị Tần Lâm giày xéo không còn lại gì, bản thân không ngờ rằng bác sĩ đông y tưởng chừng như vô dụng lại đánh bại được anh ta. Ánh sáng hào quang trước đây đã biến mất ngay lúc này. Niềm kiêu hãnh, sự tự tin trước đây cũng đã bị Tần Lâm bóp nát, đối với một người có lòng tự trọng và tự tôn vô cùng cao như James Richard thì đây là một trận cá cược lớn, cuối cùng anh ta đã thua hết sạch. Tôi thua rồi. James Richard lý nhí nói, giọng của anh ta không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy, ngay lập tức tiếng hò reo vang lên. Tần đại sư ba trận thắng cả ba, anh trở thành thần tượng của tất cả mọi người. Trước giờ thần tượng không chỉ dừng lại ở người nổi tiếng mà còn là người đáng nhận được sự tôn trọng của họ. Tần Lâm chính là ví dụ cho hiệu ứng cá da trơn, một lần nữa khiến các bác sĩ đông y có niềm tin hơn về kế sinh nhai của bản thân. Cho dù James Richard chưa chắc có thể đại diện cho bác sĩ Tây Y, nhưng anh ta cũng là một nhân vật xuất sắc trong giới y học phương Tây. Trong trận chiến này Tây Y đã bị đè bẹp dưới tay đông y, không đỡ nổi một đòn. Tần đại sư lợi hại thật đấy, ha ha ha. Người mà giới đông y chúng ta thiếu chính là thần y thiên tài trẻ tuổi đầy triển vọng như Tần đại sư. Đúng thế, lần này có Tần đại sư chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, từ nay trở đi tôi càng tự tin hơn, đông y tuyệt đối không thua kém gì Tây y, chỉ là do kiến thức và kỹ năng của chúng ta không tinh thông mà thôi. Đúng, phải học hỏi theo Tần đại sư, từ nay trở đi tôi sẽ chăm chỉ phấn đấu trở thành người tài giỏi. Đúng thế, tuyệt đối không thể để Tần đại sư chiến đấu một mình được. Chúng ta nhất định phải trở thành thần y giống như Tần đại sư, tạo phúc cho thiên hạ, đây mới là tinh thần mà đông y chúng ta kế thừa và phát huy. Tần đại sư uy vũ. Bây giờ Tần Lâm giống như được trở thành thần thánh vậy, cho dù là Lý Trường Sinh và Doãn Chấn Tử cũng vô cùng kính phục, họ vẫn đang suy nghĩ về phương pháp châm cứu lúc nãy, trong lòng vô cùng kích động. Tần Lâm trở thành thần tượng được một lớp người sùng bái, anh cũng chính là tấm gương để họ noi theo. Cho dù còn ít tuổi nhưng Khổng Phàm Lâm và Tôn Vô Kỵ vẫn tình nguyện làm chân chạy việc cho Tần Lâm, bởi vì trình độ của họ không thể nào so sánh được với Tần Lâm, anh khiến họ tâm phục khẩu phục. Tiếng hò reo ngày càng lớn, tất cả mọi người đều thấy mừng cho Tần Lâm, mừng cho tương lai của Đông Y, sự trỗi dậy của Đông Y là điều tất yếu. Tần Đại Sư không hổ danh là thầy của ông Tôn, tay nghề đúng là điêu luyện sắc sảo, chúng tôi không thể nào theo kịp được. Cho dù đã sống nửa cuộc đời rồi cũng thấy hổ thẹn. Hứa Quang Huy vô cùng xúc động, ông ấy đã nói ra tiếng lòng của đám bác sĩ già bọn họ. Đây là sự thật, là những gì họ mong đợi, sự già hóa của Đông Y là vấn đề lớn nhất, nếu như thế hệ trẻ của Đông Y có thể gánh vác trách nhiệm thì cần gì người già phải đứng ra gắng sức chứ? Có điều cho dù là Đông Y hay Tây Y, kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng, vì thế muốn thay đổi sự già hóa của bác sĩ là điều không thể nào. Nhưng họ nhìn thấy hy vọng và tương lai của Đông Y trên người Tần Lâm, đây là điều không ai có thể phủ nhận. Tần Đại Sư là trụ cột tài đức vẹn toàn của giới Đông Y. Lúc này năm người nam nhân vật có quyền thế trong giới Đông Y ngồi trên đài chủ tịch đều đứng dậy, bày tỏ sự kính trọng đối với Tần Đại Sư. Mỗi thế hệ đều có người tài giỏi xuất hiện, lớp mới thay cho lớp cũ. Tần Đại Sư uy vũ. Tần Đại Sư uy vũ. Tiếng hoan hô của đám đông vang dội. Nhưng lúc này lại có một giọng nói khác vang lên. Tần đại sư ra vẻ đạo mạo, các người đều bị Tần Lâm lừa rồi, anh ta là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, hoang dâm vô đạo đức. Lúc này tiếng gào thét tức giận vang khắp hội trường, anh ta hét đến mức khàn cả giọng. Tần đại sư là kẻ ra vẻ đạo mạo sao? Tần đại sư bỉ ổi, hoang dâm vô đạo được, sao có thể chứ? Bàng Khải cười khẩy, Tần Lâm đang đứng ở trên đỉnh cao. Vì thế anh ta nhất phải vạch trần bộ mặt thật của Tần Lâm vào lúc này, làm như thế không chỉ khiến Tần Lâm và Trần Diên rời xa nhau mà còn có thể khiến anh thất bại thảm hại, đứng càng cao ngã càng đau, đó cũng là lý do tại sao anh ta lựa chọn vạch trần Tần Lâm vào thời điểm này. Chẳng phải anh tài giỏi lắm sao? Chẳng phải anh là thần tượng đông y sao? Bây giờ tôi sẽ đẩy anh xuống vực sâu. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Anh có biết mình đang vu khống Tần Đại Sư không? Anh là cái thá gì chứ? Sao anh được phép vu khống cho Tần Đại Sư chứ? Hôm nay anh không nói rõ ràng chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Đúng thế, Tần Đại Sư đã lấy lại thể diện cho bác sĩ đông y chúng ta, ai cho phép anh vu khống đặt điều? Anh mới là kẻ tiểu nhân,
ghen ăn tức ở khi thấy Tần đại sư ưu tú được nhiều người tôn sùng, đúng là người có tài năng, phẩm hạnh xuất chúng dễ dàng bị ghen ghét, chỉ trích, Tần đại sư quá xuất sắc nên mới khiến kẻ tiểu nhân như anh đố kỵ. Không ít người đòi lại công bằng cho Tần đại sư, trong mắt họ Tần đại sư mới là bậc thầy, trụ cột thực sự của Đông y, ấy vậy mà lại bị tên Bàng Khải vu khống như thế, đương nhiên đã khiến đám đông phẫn nộ, rất nhiều người cho rằng Bàng Khải chỉ lòe thiên hạ mà thôi. Hừ, Tần đại sư là người thế nào chỉ cần tôi vạch trần anh ta mọi người tự khắc sẽ biết, anh ta với phó viện trưởng Trần Diên là người yêu của nhau, nhưng anh ta lại đi quyến rũ người phụ nữ khác hơn nữa còn tằng tịu với nhau ở trên tàu, làm sao các người có thể biết được những chuyện này chứ? Tôi chỉ là không chịu nổi nữa, trong lòng cảm thấy xót thương thay Trần Diên người đồng nghiệp của tôi, bây giờ chỉ có cô ấy là không biết gì, đây đúng là chuyện vô cùng đáng thất vọng. Bàng Khải phẫn nộ gào lên đòi lại công bằng cho Trần Diên. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Trần Diên cau mày lại, bây giờ Tần Lâm đang được mọi người yêu mến, anh đã lấy lại thể diện cho Đông y, nhưng tên Bàng Khải lại chạy đến gây loạn, đúng là tức chết đi được. Trần Diên, em không hề biết tên Tần Lâm này là một kẻ khốn nạn, nhân lúc không có mặt em anh ta đã qua lại với người phụ nữ khác, lẽ nào đến tận bây giờ em vẫn không biết sao? Em ngốc thật đấy. Nhìn em bị hai bọn họ lừa vào chồng, bị tên khốn Tần Lâm đùa giỡn, anh thực sự thấy không đáng chút nào. Bàng Khải càng nói càng kích động, dáng vẻ vô cùng tức giận, lúc này Tần Lâm và Doãn Thu Ca đều cau mày lại, tên điên này nói gì vậy chứ? Anh đừng có ngậm máu phun người, anh là cái thá gì chứ? Anh bôi nhỏ tôi đã đành, sao lại còn bôi nhỏ Tần đại sư chứ? Doãn Thu Ca phẫn nộ nói. Mọi người dương mắt nhìn nhau, lúc này Trần Diên cũng hoài nghi. Cô nhìn về phía Tần Lâm, anh bất lực nhún vai, bản thân anh cũng không biết tên này đang nói cái gì. Tôi nói linh tinh, tôi ngậm máu phun người. Ha ha ha, nếu như muốn không ai biết trừ phi là mình không làm, chuyện hai người tằng tịu với nhau trong nhà vệ sinh ở trên tàu bây giờ còn sợ tôi nói ra sao? Cô là con đàn bà hèn hạ, mới quen biết Tần Lâm được mấy tiếng mà đã quan hệ bất chính với nhau, còn anh nữa Tần Lâm, anh đúng là vô liêm sỉ, bản thân có bạn gái rồi còn lừa dối Trần Diên. Lẽ nào anh không thấy có lỗi với lương tâm hả? Bàng Khải gào lên. Trần Diên có thể em không tin lời tôi nói, đương nhiên các người cũng có thể lựa chọn không tin, nhưng tôi có bằng chứng rõ ràng, sau khi nghe xong các người sẽ rõ, đây là một đôi gian phu dâm phụ, quan hệ bất chính, lừa dối Trần Diên, em cũng ngốc quá rồi đấy, tôi thực sự không thể chịu được khi nhìn thấy em bị bọn họ lừa dối, tôi nhất định phải làm sáng tỏ sự việc. Bàng Khải cười khẩy nhìn Tần Lâm. Ánh mắt sắc như dao, không hề nhượng bộ. Bàng Khải, anh đừng có ăn nói linh tinh, chẳng lẽ anh không biết đây đâu sao mà ở đó lòe thiên hạ. Mặc dù Trần Diên có thành kiến với người phụ nữ đó nhưng cô rất rõ thân phận của bản thân, bây giờ tuyệt đối không thể để Tần Lâm khó xử được, có thể thấy rõ mục đích của Bàng Khải là muốn hất nước bẩn vào người Tần Lâm. Có phải ăn nói linh tinh hay không lát nữa sẽ biết. Bàng Khải nói. Bàng Khải anh phải biết mình đang làm gì. Nếu như cậu còn tiếp tục làm loạn nữa tôi sẽ báo cảnh sát, tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng cho tội phỉ báng Tần đại sư của cậu, đến lúc đó tất cả những gì cậu nói đều sẽ trở thành chứng cứ trên tòa. Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói. Ông Tôn, lời tôi nói đều là sự thật, không hề bịa đặt, mặc dù y thuật của Tần Lâm không tồi nhưng nhân cách của anh ta không ra sao, hừ, chắc anh ta cũng rõ thân phận của mình, nếu đã dám làm thì hãy dám nhận, đàn ông sống là phải chân thật. Tần Lâm anh có dám nhận chuyện bất chính giữa anh và người phụ nữ này không? Nếu như anh thừa nhận, chúng ta cũng không cần phải phiền phức nữa, nhưng nếu anh không dám thừa nhận vậy thì đừng trách tôi khiến hai người xấu mặt. Đến lúc đó mọi người đều khó xử, quan trọng nhất là tôi không muốn Trần Diên phải bẽ mặt cùng anh. Bàng Khải cười gian xảo nói. Các người nghe rõ nhé, bây giờ tôi sẽ phát bằng chứng cho mọi người nghe. Thoải mái quá, trước giờ tôi chưa từng thoải mái như này, cảm ơn anh. Tôi còn chưa biết anh tên là gì. Giọng nói của Doãn Thu Ca xuất hiện trong điện thoại của Bàng Khải. Tần Lâm. Nhanh lên, sướng quá, a, à, mạnh lên, mạnh thêm nữa đi, tôi vẫn chịu được. Giọng nói của Doãn Thu Ca lại vang lên. Lần đầu tiên mà đã dùng lực như thế, cô ổn không? Giọng nói của Tần Lâm cũng xuất hiện. Không sao, tôi chịu được, lực càng mạnh tôi càng thích, a, à, thoải mái quá, tôi giống như lên trời vậy. Cả đời này tôi chưa từng thấy thoải mái như thế này. Lúc này mặt Doãn Thu Ca xám như cho, bầu không khí nơi đây cũng trở nên tĩnh lặng,
thời gian giống như ngừng trôi vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cái này, sao có thể chứ, nhưng ai cũng không khỏi suy nghĩ lan man khi nghe thấy đoạn ghi âm này. Doãn Thu Ca chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, giọng nói này nghe ám muội quá, khi đó có thể cô ấy cảm thấy chẳng có gì, nhưng giờ nghe Bàng Khải ghi âm lại và phát lại trước mọi người thì không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Nếu là cô, cũng chắc chắn sẽ đa nghi, bởi giọng nói này quá mức tiêu hồn, cuộc nói chuyện này quá mức mờ ám, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Doãn Thu Ca chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày mất mặt như vậy, nhưng cái này không phải sự thật, mà rõ ràng bị tên này cắt câu lấy nghĩa, phụ oan hãm hại. Nhưng chỉ có cô và Tần Lâm biết rõ mọi chuyện, còn những người khác thì không, người khác sau khi nghe cuộc trò chuyện này đều rơi vào trầm ngâm, đặc biệt là một số nữ sinh còn nhìn Doãn Thu Ca với ánh mắt khinh bỉ. Người phụ nữ này cũng rẻ tiền quá đi, còn đáng ghét hơn cả con đĩ Đồng Trinh nữa. Thông đồng làm chuyện kinh tởm với người mới quen trên tàu, còn kêu lần đầu. Đúng là khó tin. Sao có thể là lần đầu tiên được chứ, cậu tin được lời của loại phụ nữ này à? Nhìn là biết trà xanh rồi, lại còn trông xinh đẹp như thế, chắc chắn là loại phụ nữ lòng dạ rắn rết, không chệch đi đâu được. Cũng không thể nói như vậy, người phụ nữ này trông xinh đẹp như thế, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu đàn ông được. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục, hai người này. Hai, thật không ngờ. Giới trẻ hiện giờ có cuộc sống đời tư hỗn loạn quá đi. Rất rõ ràng, đoạn ghi âm của Bàng Khải đã đạt được mục đích mà anh ta muốn. Lúc này tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về phía Tần Lâm và Doãn Thu Ca với ánh mắt khinh thường, đôi nam nữ này quá mức thô tục, làm hỏng thuần phong mỹ tục, hơn nữa mới quen nhau mà đã làm chuyện xấu hổ trong nhà vệ sinh tàu hỏa, ai không khỏi khiển trách vài câu chứ. Đặc biệt là Bàng Khải bây giờ đã đứng ở đỉnh cao đạo đức. Chỉ muốn đạp Tần Lâm và Doãn Thu Ca xuống vũng bùn. Đôi cẩu nam nữ này, hiện giờ hai người đã biết mình ghê tởm đến mức nào chưa? Còn là Tần Đại Sư, phì, đúng là không biết xấu hổ, hiện giờ loại người nào cũng được xưng là Đại Sư à, ha ha ha, đúng là buồn cười. Trần Diên, giờ chắc em biết tại sao tôi không cho em và Tần Lâm yêu nhau rồi nhỉ? Giờ em cuối cùng đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi chứ, có lúc con người chưa đụng tường thì không quay đầu. Giờ em có thể quay lại rồi, từ nay về sau, anh chắc chắn sẽ không để em chịu thêm ấm ức nữa. Chúng ta phải tránh xa loại người này ra. Bàng Khải đứng bên cạnh Trần Diên nghiêm túc nói. Lúc này, Tần Lâm có thể thấy được bả vai của Trần Diên đang run rẩy, hai mắt đỏ hoe, trong mắt hiện rõ vẻ mất mát và thất vọng. Cô không ngờ Tần Lâm lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, hơn nữa còn ở trên tàu hỏa, hai người mới quen nhau đã. Đã quên lấy nhau, ghê tởm. Doãn Chấn Tử giờ chỉ muốn bóp chết cháu gái mình, sao con nhóc chết tiệt này lại có thể làm ra chuyện hoang đường như thế chứ? Bây giờ mặt mũi già nua của ông đã mất hết rồi, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà. Doãn Chấn Tử suýt chút nữa tức hộc máu. Tần Lâm, đã đến lúc này rồi mà anh còn không thừa nhận à? Ánh mắt mọi người đều rất tinh tường, hình tượng thần y anh cố gắng xây dựng trong mắt mọi người hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ rồi đúng không? Làm người nên biết tiến biết lùi. Biết sai biết sửa, giờ anh còn không dám nhận sai à? Bàng Khải buộc tội Tần Lâm, ánh mắt đầy tức giận, dường như thấy phẫn uất bất công cho tất cả mọi người. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm gì cả, sao phải thừa nhận chứ? Tần Lâm giễu cợt nói, cho dù đối mặt với sự chỉ trích của mọi người anh cũng không có gì để nói, người trong sạch thì cần gì lo bị bùn đen nhiễm bẩn. Anh đừng nói linh tinh thêm nữa, tôi vốn dĩ không phải bạn gái của anh ấy. Trần Diên lạnh lùng trừng Bàng Khải, khinh thường nói. Bàng Khải khẽ sừng sốt, trong lòng vui mừng khôn xiết, Trần Diên nói vậy là muốn rời bỏ Tần Lâm à. Vậy bản thân anh ta có cơ hội ôm người đẹp về nhà rồi đúng không? Sắc mặt Trần Diên ảm đạm, nếu đã vậy thì hai chúng ta liền chia tay trong vui vẻ. Lúc này, Trần Diên cũng không muốn nói nhiều, cô tuyệt đối sẽ không níu kéo thứ không thuộc về mình. Nếu hai người đã ở bên nhau, vậy thì cô sẽ lựa chọn rút lui. Tác thành cho hai người. Đúng thế, cặp đôi người ta cùng nhau làm chút vận động thì có làm sao? Tên Bàng Khải này vô liêm sỉ thật đó. Thế mà lại đi xem trộm người khác, đây là loại người không biết xấu hổ nhất xã hội hiện nay, nhất định phải báo công an, bắt anh ta ngồi tù. Ai mà không có chút chuyện riêng tư, người chứ có phải thánh đâu mà nhịn được. Tần Đại Sư cũng là thanh niên trẻ khỏe, sinh lý dồi dào, lúc này củi khô bùng cháy cũng là điều có thể thông cảm.
Mặc dù cách làm của Tần Đại Sư có phần không đúng, nhưng cũng không gây hại đến người khác hay an toàn cộng đồng. Ngược lại, tên cuồng xem trộm này, anh ta mới là kẻ không biết xấu hổ nhất, anh ta đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Chúng ta suýt chút nữa bị tên cuồng xem trộm này lừa rồi, suýt nữa trách nhầm Tần Đại Sư, thật sự không nên. Tần Đại Sư là tấm gương của chúng ta, y thuật của Tần Đại Sư là điều mọi người công nhận, chúng ta không thể trách nhầm Tần Đại Sư được, ai mà không có ham muốn trần tục chứ. Tần Đại Sư, anh đừng tức giận, đừng bị tên khốn này khiêu khích, không đáng đâu. Bàng Khải hoàn toàn chết lặng, hiện giờ bản thân anh ta đã biến thành một tên cuồng xem trộm, mất cả chì lẫn chài, thế có đen đủi không chứ? Quan trọng nhất là người phụ nữ Trần Diên này cũng bình tĩnh quá đi. Nếu đổi thành người phụ nữ bình thường khác thì đã khóc tỏi đòi sống đòi chết lên rồi, nhưng Trần Diên lại chọn cách im lặng rút lui, tác thành cho Tần Lâm và Doãn Thu Ca, cũng khiến tình hình xoay chuyển 180 độ, hiện giờ anh ta đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Tự bê đá đập chân mình, Bàng Khải tính toán nghìn lần, nhưng không ngờ Trần Diên người đánh lẽ ra nên đánh đập Tần Lâm đến cùng lại quay xe, hiện giờ ngược lại khiến anh ta trở thành một tên khốn nạn, bị mọi người căm ghét. Hai chúng ta, không ai nợ ai. Trần Diên nhìn Tần Lâm, nói xong cười nhẹ rồi quay người rời đi. Thế nhưng, khoảng khắc quay lưng đi, nước mắt cô cuối cùng đã không thể nén nổi mà rơi xuống. Lúc này, Tần Lâm chỉ đành làm thinh, giờ cho dù bản thân anh chạy đến giải thích thì Trần Diên liệu có tin anh không? E là chỉ càng tô đen mọi chuyện. Tần Lâm không muốn Trần Diên cảm thấy anh vô liêm sỉ hơn, cây ngay không sợ chết đứng, ánh mắt của anh cực kỳ trong sáng và bình tĩnh. Còn về Bàng Khải, anh ta đã trở thành đối tượng lên án của mọi người, hơn nữa Doãn Thu Ca đã báo cảnh sát, nhất định phải dạy cho Bàng Khải một bài học, chưa kể nhìn trộm người khác mà còn vu khống anh trước mọi người. Bây giờ Doãn Thu Ca có trăm mồm cũng khó cãi, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, trở thành người yêu của Tần Lâm, như vậy cũng có thể xóa tan thành kiến của mọi người với Tần Lâm. Tần Lâm vừa mới nhận được sự kính trọng của mọi người, nếu bây giờ bị rơi xuống vực sâu thì thật đáng tiếc. Doãn Thu Ca quyết không thể nhìn Bàng Khải hãm hại Tần Lâm được, cho dù bản thân cô phải chịu chút oan ức thì cũng không sao cả. Quan trọng hơn là, Doãn Thu Ca vô cùng khâm phục Trần Diên, cô có thể nhìn ra quan hệ của hai người, nhưng lúc quan trọng, cô ấy lại dũng cảm rút lui, điều này rất khó khăn với phụ nữ, cũng rất hiếm ai làm được. Mà lúc này, Trần Diên có thể chăm lo đại cục để bảo vệ Tần Đại Sư, đây là điều Doãn Thu Ca không thể ngờ. Lúc này, cô phải nhìn Trần Diên với con mắt khác, người phụ nữ này xứng đáng được Tần Lâm yêu. Nếu lúc này Trần Diên quấn lấy Tần Lâm kỳ kèo không buông thì chắc chắn sẽ khiến Tần Lâm rơi vào thế bị động, thậm chí còn mất hết danh tiếng, để lại tiếng xấu, cho dù giữa cô và Tần Lâm không có bất kỳ chuyện gì, nhưng đoạn ghi âm kia đã bị cắt lời lấy nghĩa, có ai sẽ tin bọn cô chứ? Trên đất hoa hạ này, cho dù bạn có thành tựu cao đến đâu, thì đạo đức mới là thước đo thực sự quyết định đỉnh cao của một người. Phụ nữ nên độc lập mạnh mẽ. Lúc này, Doãn Thu Ca rất kính phục Trần Diên, khó có thể diễn tả bằng lời, người phụ nữ này mới là kẻ mạnh thực sự, so với cô ấy thì cô còn kém xa. Vì bảo vệ Tần Đại Sư, mà chấp nhận bản thân chịu ấm ức. Cô ấy chắc chắn không tin giữa cô và Tần Đại Sư không hề có chuyện gì, nếu không cũng sẽ không đau lòng như thế, nhưng cô ấy có thể làm trái ngược lẽ thường vào lúc này, đủ để thấy dũng khí và sự bình tĩnh của Trần Diên vượt xa người bình thường. Nữ anh hùng hào kiệt vô địch. Nhưng cho dù là vậy, Doãn Chấn Tử vẫn vô cùng tức giận, sắc mặt xa sầm rất đáng sợ. Mặc dù Tần Đại Sư là đại sư đông y hàng đầu khiến bản thân ông tâm phục khẩu phục, nhưng phải nói, lần này Doãn Chấn Tử thấy bản thân đã mất hết mặt mũi, suy cho cùng đó cũng là cháu gái ông, nhưng hiện giờ sự việc đã trở nên xấu hổ như thế, chỉ có ông ta biết bản thân đang tức giận đến nhường nào. Doãn Thu Ca cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Sau này cô sẽ giải thích với ông nội sau vậy, dù sao cô và Tần Lâm cũng đã không còn đường lui nữa, tính đến đâu hay đến đó vậy. Anh Tần, xin lỗi, tôi. Doãn Thu Ca thì thầm vào tai Tần Lâm. Không sao, xe đến núi ắt có đường, thuyền đến cầu ắt tự thẳng. Tần Lâm cười nhạt nói, bóng lưng Trần Diên rời đi có chút cô đơn và suy sụp, nhưng anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô vào lúc này, đợi đến khi cả hai bình tĩnh trở lại rồi nói cũng không muộn. Cuối cùng, Tần Lâm rời khỏi khán phòng trong sự hoan hô của mọi người, còn Bàng Khải lại không may mắn như vậy, hiệu suất xử lý vụ án của đồng chí cảnh sát rất cao,
còn chưa rời khỏi bệnh viện, Bàng Khải đã bị bắt đi, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui mừng. Doãn Thu Ca và Tần Lâm cùng nhau rời khỏi khán phòng, Trần Diên lúc này không biết nên đi đâu, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không ngờ, vốn dĩ chính cô gọi Tần Lâm đến tham gia cuộc so tài y thuật này, nhưng cuối cùng lại đánh mất bạn trai, nghĩ mà thấy buồn muốn chết. Doãn Thu Ca nhìn xung quanh, muốn tìm Trần Diên để giải thích rõ ràng, nhưng không thấy đâu. Không cần tìm nữa đâu, chắc chắn cô ấy đã rời đi rồi, cho dù bây giờ đi tìm cô ấy cũng vô ích thôi, tính cách của Trần Diên cứng rắn hơn cô nghĩ nhiều. Tần Lâm nói, bệnh tình của cô không thể chậm trễ nữa, cô nên để tôi chữa trị xong rồi bàn tiếp. Thật sao? Doãn Thu Ca run rẩy, mặc dù khi đó Tần Đại Sư đã tạm thời khống chế bệnh của cô lại, nhưng nếu muốn chữa tận gốc thì không thể chữa nhanh chóng trong một sớm một chiều được. Lúc này Tần Đại Sư đồng ý chữa bệnh cho cô thật sự rất hiếm có. Đây là cơ hội ngàn năm có một, Doãn Thu Ca vô cùng cảm kích và kính nể Tần Lâm. Trong mắt cô, anh chính là thần y có một không hai, chính là thần tượng, là ân nhân cứu mạng của cô. Cô có thể sống tiếp hay không, tất cả là nhờ vào Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, tôi vẫn nên đi tìm ông nội tôi trước đã, e là hiện giờ ông cụ đang tức giận lắm. Doãn Thu Ca cười khổ. Trong đám đông quan khách bên dưới, ông nội chắc chắn tức giận đến nghẹt thở rồi, cô là cháu gái ông tự hào nhất, lại làm ra chuyện xấu hổ trước mặt mọi người, khiến ông từng đấy tuổi còn phải mất mặt như thế. Tôi đi cùng cô, Tần Lâm nói. Có Tần Đại Sư, tôi tin là ông nội chắc chắn sẽ tin tôi. Doãn Thu Ca vô cùng cảm kích. Khi hai người tìm thấy Doãn Chấn Tử, ông đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, ngay cả bữa tiệc chia tay cuối cùng ông cũng không tham gia. Ông nội, ông nghe con giải thích, sự việc không như ông nghĩ đâu. Sự việc đã kết thúc, bằng chứng chân chứng đủ cả, mặc dù tên Bàng Khải đó nhìn trộm, nhưng hai người đã làm ra chuyện xấu hổ đó, lẽ nào không thấy xấu hổ à? Giờ còn dám đến đây xin tôi tha thứ, tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ như cô. Lời của Doãn Chấn Tử khiến Doãn Thu Ca không biết đáp lại ra sao, nước mắt càng rơi lã chã. Mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật, huống chi là tai nghe. Ông thà tin người khác mà không muốn tin cháu gái mình à? Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng nhìn thẳng Doãn Chấn Tử. Tần Đại Sư, phải công nhận rằng y thuật của cậu rất lợi hại, nhưng đây là chuyện nhà chúng tôi. Hơn nữa tôi nghĩ cậu nên xấu hổ về những gì mình đã làm. Đây không phải là một điều một người bác sĩ đức cao vọng trọng nên làm. Hừ! Doãn Chấn Tử trầm giọng nói, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo, khi đó cả hội trường đều nhìn vào bọn họ, khiến ông vô cùng mất mặt. Tôi chỉ biết hai người thật không biết xấu hổ, vừa mới quen nhau đã tằng tịu với nhau trên tàu hỏa, thật sự là nỗi ô nhục của nhà họ Doãn chúng tôi. Ngực Doãn Chấn Tử phập phồng, vẻ mặt u ám. Ông coi trọng thể diện như thế, mà lúc này lại bị cháu gái phá tan tành, thật sự quá đáng giận. Ông nội, cháu cầu xin ông hãy tin cháu một lần, cháu và Tần Đại Sư thật sự trong sạch. Doãn Thu Ca nói với đôi mắt ngấn lệ. Không thể, tuyệt đối không thể. Cháu đừng lãng phí tâm cơ nữa, cháu làm ta quá thất vọng rồi, Thu Ca. Dù ông có tin hay không, ở trên tàu hỏa tôi chỉ là đang trị bệnh cho cháu gái ông mà thôi. Bệnh của cháu gái ông không sống được một năm, thậm chí còn chưa đến nửa năm nữa, hơn nữa dùng morphine để giảm đau giảm ngứa sẽ càng khiến cô ấy chết nhanh hơn. Lúc đó thời gian gấp gáp không thể chần chừ được nữa, thế nên mới chữa trị cho cô ấy ngay trên tàu hỏa. Còn về đoạn ghi âm đó từ đâu ra, tự ông nghĩ đi. Tần Lâm lạnh lùng nói. Ý cậu là, cậu có thể chữa khỏi bệnh của cháu gái tôi. Trái tim Doãn Chấn Tử thắt lại, mặc dù ông giận Doãn Thu Ca, nhưng nếu Tần Lâm có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái ông vậy ông chết có thể nhắm mắt rồi. Điều ông sợ nhất đó chính là người đầu trắng tiễn kẻ đầu xanh, vì thế bệnh của Doãn Thu Ca luôn là nỗi lòng của ông. Ý của cậu là, ở trên tàu hỏa cậu châm cứu cho Thu Ca. Doãn Chấn Tử cau mày. Lẽ nào ông thật sự hiểu lầm Tần Lâm và cháu gái rồi? Nhưng đoạn ghi đó quả thực khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, khó mà không tin. Cậu thật sự có thể chữa bệnh của Thu Ca à? Người khác có lẽ không thể, nhưng với tôi thì không khó. Tần Lâm ung dung nói. Nếu cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh của Thu Ca thì tôi sẽ tin hai người. Doãn Chấn Tử nghiêm túc nói. Ông nội, đây hoàn toàn là sự thật, ông cũng hiểu rõ bệnh tình của cháu. Sau khi Tần Đại Sư châm cứu cho cháu vô cùng thoải mái, không còn cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó chịu nữa,
lúc đó rất khó kiềm chế nên mới bị kẻ xấu lợi dụng cắt câu lấy nghĩa. Doãn Thu Ca cắn răng nói nhỏ, khuôn mặt khẽ ửng đỏ. Bệnh của cô ấy cần ít nhất 10 ngày mới có thể chữa khỏi, hơn nữa phải uống thuốc đủ 3 tháng mới có thể khỏi hoàn toàn. Tần Lâm nói, được, nếu đã vậy, Tần Đại Sư có đồng ý đến nhà họ Doãn chúng tôi để chữa trị cho cháu gái tôi không? Nếu quan hệ của hai người đã như vậy thì tôi cũng không có gì để nói, nhưng trước khi cậu chữa khỏi cho cháu gái tôi vẫn sẽ duy trì im lặng. Nếu Tần Đại Sư có thể chữa cho cháu gái tôi, vậy Doãn Chấn Tử tôi sẵn sàng trả ơn cậu bằng mạng sống này. Doãn Chấn Tử nghiêm túc nói, Doãn Thu Ca cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ôm chặt lấy ông nội vẫn vô cùng thương cô, chẳng qua chỉ do tên Bàng Khải khốn khiếp kia khiến ông nội hiểu lầm cô mà thôi. Được, Thu Ca là một cô gái tốt, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu, và lại cho dù không tin bất cứ ai thì cũng nên tin cháu gái mình, dù sao cô ấy cũng là người thân của ông. Y thuật của cô ấy cũng là do ông dạy. Cô ấy còn nguyên vẹn hay không? Ông hành nghề y mấy chục năm chắc không cần tôi dạy đúng không? Tần Lâm nhìn thẳng mắt Doãn Chấn Tử, ông khẽ gật đầu, từ ánh mắt của Tần Lâm, ông có thể thấy được sự chân thành và tự tin của đối phương. Doãn Chấn Tử nắm cổ tay cháu gái, trầm ngâm chốc lát, trong lòng tràn đầy hối hận, ông đã trách nhầm bọn họ thật rồi. Doãn Chấn Tử vẫn khá tin tưởng Tần Đại Sư, ngay lập tức báo tin cho con trai. Cũng chính là bố của Doãn Thu Ca Doãn Hoán. Là một gia tộc truyền thống Đông Y, nhà họ Doãn là một gia tộc lớn số 1 số 2 ở thành phố Khang Bình, Doãn Chấn Tử và Tôn Vô Kỵ là hai nhân vật nổi tiếng, vì vậy không ngoa khi nói rằng nhà họ Doãn là gia tộc Đông Y lớn nhất thành phố Khang Bình. Gia tộc kế thừa trăm năm, nhà họ Doãn cũng rất hùng mạnh. Từ trang viên của nhà họ Doãn có thể nhìn ra tài sản nhà họ Doãn khá hùng hậu. Khi Tần Lâm và Doãn Thu Ca đến nhà họ Doãn cũng rất ngạc nhiên, nhà họ Doãn vô cùng giàu có, hơn nữa có rất đông người hầu, phải có đến trăm người sống trong trang viên, mặc dù không thể so với trang viên Thanh Mai của Tần Lâm, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn rất có khí thế. Tần Đại Sư, cậu chịu khó ở đây thêm vài ngày vậy, bệnh của cháu gái tôi nhờ hết vào Tần Đại Sư. Doãn Chấn Tử mỉm cười nói, ông Doãn không cần khách sáo như vậy. Tôi và Thu Ca cũng được xem là mới gặp đã thân, và lại cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, sứ mệnh của bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người. Tần Lâm xua tay. Vậy được, Tần Đại Sư cứ tự nhiên, để Thu Ca dẫn cậu đi dạo, tôi đi trước đây, không làm phiền Tần Đại Sư nữa. Doãn Chấn Tử nói. Đi thôi, tôi dẫn anh đi loanh quanh, nhà chúng tôi không nhỏ đúng không? Doãn Thu Ca mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Ngọt ngào khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Thu Ca ngày hôm nay trông hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Tần Lâm gặp cô. Có thể cô ấy chỉ như vậy với mình anh, hoặc có lẽ vì có Tần Đại Sư chữa trị, cô sẽ không chết nên mới nở nụ cười vui vẻ như thế. Trong phòng khách của nhà họ Doãn, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế chủ nhà, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, đang hút điếu thuốc, mồm không ngừng mấp máy. Anh cả, em về rồi. Doãn Chấn Tử phấn chấn, mặt mày rạng rỡ. Nhìn dáng vẻ phấn chấn của cậu, chắc cuộc so tài Đông Y này thu hoạch được khá nhỉ. Chủ nhà họ Doãn Doãn Chấn Phong cười ha ha đánh giá Doãn Chấn Tử. Anh cả đoán đúng rồi, trong cuộc so tài Đông Y này, em gặp được một thiên tài Đông Y thật sự, cũng chính là Tần Đại Sư, em nghĩ chắc anh cả có từng nghe về người này rồi nhỉ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tần Đại Sư có thể chữa bệnh của Doãn Thu Ca, đây là điều em vui nhất. Thu Ca học tập thành tài, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không kém em và anh, nó cũng là đứa cháu có thiên phú nhất của nhà họ Doãn chúng ta. Doãn Chấn Phong nói. Nhưng, chuyện này vẫn nên hỏi ý của Thu Ca đã. Không có nhưng nhị gì cả, vì gia tộc, vì hạnh phúc sau này của Thu Ca, anh đã quyết định rồi, không cần bàn bạc nữa, đợi Tần Đại Sư chữa khỏi cho Thu Ca xong, chúng ta sẽ bàn chuyện cưới xin. Doãn Chấn Tử trầm ngâm một hồi. Anh cả vì nghĩ cho gia tộc, những lời đó đều là sự thật, cũng không phải không có lý. Suy cho cùng, Thu Ca cũng là con gái, sớm muộn gì cũng sẽ đi lấy chồng, nếu không phải vì bệnh của cô thì có lẽ những người muốn lấy cô e là đã xô đổ cổng nhà họ Doãn rồi. Trong cả nhà họ Doãn, Thu Ca là đứa cháu gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, hơn nữa cũng đã được Doãn Chấn Tử truyền dạy Đông Y, một cô gái tài mạo song toàn như thế, người bình thường chắc chắn không thể so sánh. Chỉ đáng tiếc là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen,
Thu Ca xinh đẹp như thế mà không còn sống được mấy năm. Nhưng giờ đã khác trước, bệnh của Doãn Thu Ca sắp được chữa khỏi, cô có thể bắt đầu cuộc sống mới, không lo chết trẻ nữa. Vì thế đối với nhà họ Doãn, Doãn Thu Ca từ một củ khoai lang nóng bỏng tay biến thành một bảo bối thật sự. Doãn Trấn Phong tất nhiên rất yêu thích Doãn Thu Ca, Doãn Thu Ca chắc chắn có thể lấy được nhà chồng tốt vì nhà họ Doãn. Đó, nhà họ Tiêu đã đến cầu hôn rồi, có lẽ là biết tin bệnh của Doãn Thu Ca có hy vọng chữa khỏi nên mới nhanh chân đến trước. Nhà họ Doãn rất lớn nhưng thành phố Khang Bình lại rất nhỏ, đặc biệt là tin tức giữa các gia tộc lớn. Sau khi bố của Doãn Thu Ca biết tin bệnh của con gái mình có thể được chữa khỏi, liền lập tức khiến cả nhà họ Doãn sôi sục, và sau đó dễ dàng lan truyền ra toàn thành phố Khang Bình. Anh cả nói đúng, vậy em đi nghỉ ngơi trước đây. Tần Lâm ở trong nhà họ Doãn mấy ngày, mỗi ngày đều châm cứu kết hợp với đắp thuốc chữa bệnh cho Doãn Thu Ca, bệnh tình của cô ngày một tốt hơn, ngay cả Doãn Trấn Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Trình độ y thuật của Tần Lâm hoàn toàn vượt xa ông ta, trong 7 ngày đã phục hồi được 9 phần. Tần Đại Sư, thật sự cảm ơn anh, mạng sống của tôi đều là do anh cứu, Thu Ca vô cùng biết ơn, nếu anh có yêu cầu gì cứ nói, Thu Ca có chết cũng không chối từ. Khuôn mặt Doãn Thu Ca đỏ bừng, nói nhỏ, tư thế duyên dáng đầy e thẹn. Lúc này, Doãn Thu Ca không còn cảm giác bức bối trước đây nữa, cô đang cảm nhận được bầu không khí trong lành. Thậm chí còn cảm nhận được sự ẩm ướt và ngọt ngào trong không khí. Sống không chỉ để tồn tại, mà hơn đó, là sự kỳ diệu của cuộc sống. Với Doãn Thu Ca, cô bây giờ đã có một cuộc sống trọn vẹn, cô trước đây phải đếm từng ngày sống, trái tim héo mòn, nhưng cô bây giờ lại tràn đầy khát vọng về cuộc sống, về tương lai. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của cô ảm đạm không màu, kể từ lúc này, cuộc sống sắc màu của cô mới thực sự bắt đầu. Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, ngay từ khi hành nghề y, chúng tôi phải hiểu rõ điều này. Tần Lâm cười nói. Vẻ mặt Doãn Thu Ca lúc này có phần xấu hổ, cảnh giới của Tần Đại Sư hoàn toàn khác biệt, với một người phụ nữ xinh đẹp như cô đây mà anh luôn tỏ ra thờ ơ. Quan trọng nhất là, anh còn tự tin, kiêu ngạo như vậy, luôn nhân từ, hết lòng chữa bệnh, Tần Đại Sư thật sự là một vị bác sĩ tốt. Anh Tần, tôi biết rồi. Nhưng sau này tôi còn có thể đi theo anh học tập không? Tôi biết tôi còn phải học tập rất nhiều. Doãn Thu Ca lấy hết cam đảm nói. Tôi vẫn chưa chính thức nhận đệ tử. Tần Lâm hơi sửng sốt rồi cười khổ nói. Anh Tần thấy thiên phú của tôi không đủ à? Hay là không muốn dạy tôi? Doãn Thu Ca bĩu môi nói. Anh Tần, hay là anh sợ tôi học không thành tài, phá hủy danh tiếng của anh à? Tần Lâm lắc đầu. Tất nhiên không phải. Nhưng nếu cô vẫn khăng khăng muốn bái tôi làm thầy, thì tôi cũng không từ chối, tuy nhiên hiện giờ tôi cũng không thể dạy cô được thêm bao nhiêu kiến thức. Vậy anh nhận lời rồi, đệ tử xin bái kiến sư phụ. Doãn Thu Ca bỗng trống vui mừng khôn xiết, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, y thuật của Tần Lâm thậm chí còn được đánh giá cao hơn ông nội. Doãn Thu Ca biết bản thân đi theo Tần Đại Sư học tập, chắc chắn sẽ học thêm được rất nhiều điều. Mau đứng lên đi. Tần Lâm không khỏi mỉm cười, từ nay về sau, bản thân anh lại có thêm một người đệ tử rồi. Không thể phủ nhận, ở lĩnh vực đông y, Doãn Thu Ca đã là đệ tử chân truyền của Doãn Trấn Tử, trình độ của cô có thể sánh với một vài giáo sư ở trường học viện đông y, chỉ thiếu kinh nghiệm hành nghề mà thôi. Doãn Trấn Tử cũng được coi là thần y một phương, ông ấy tất nhiên đã hết lòng truyền dạy cho cháu gái mình, thế nên giờ đã không còn nhiều thứ để dạy cô ấy nữa. Vì vậy lúc này, Doãn Thu Ca mới nghĩ đến việc nhận Tần Lâm làm thầy, trình độ của Tần Lâm đã hoàn toàn vượt qua giới hạn tuổi tác, nếu cô ấy có thể đi theo Tần Lâm học tập, thì thành tựu sau này chắc chắn sẽ vô hạn. Hơn nữa, Tần Đại Sư đã cứu mạng cô phải dùng cả đời để báo đáp ơn cứu mạng này. Doãn Thu Ca bưng cho Tần Lâm một tách trà, trong mắt hiện rõ vẻ tôn kính. Không cần câu nệ như thế, tuổi hai chúng ta gần bằng nhau, tôi sẽ cố gắng hết sức dạy cô những gì tôi có thể. Tần Lâm nói, cảm ơn sư phụ, Thu Ca chắc chắn không để anh thất vọng. Giờ tôi sẽ đi nói với ông nội, chắc chắn ông sẽ rất vui mừng cho xem. Doãn Thu Ca vui vẻ chạy đi tìm ông nội. Tần Lâm nhàn nhã sảng khoái nằm trên chiếc ghế đu trong trang viên phơi nắng. Doãn Thu Ca vô cùng vui vẻ đến tìm ông nội đang bàn chuyện trong phòng họp nhà họ Doãn. Khi Doãn Thu Ca bước vào phòng họp liền nhìn thấy một người lạ. Thông thường người ngoài không được phép vào phòng họp nhà họ Doãn. Bố, mẹ,
Doãn Thu Ca không ngờ bố mẹ cô cũng ở đây. Con đến đúng lúc lắm, Thu Ca, mau đến đây. Đây là bác Tiêu Tiêu Thần. Lưu Mỹ Lan cười ha ha giới thiệu rồi kéo tay con gái ngồi xuống. Doãn Thu Ca cũng hơi sửng sốt, trong phòng họp đều là mấy vị trưởng bối, có cả ông nội và ông cả, còn có bác Tiêu này nữa, Doãn Thu Ca có chút bối rối khó hiểu. Thu Ca đã lớn như vậy rồi à, đúng là gái 18 thay ra đổi thịt mà, ha ha ha, bác nhớ năm xưa đến nhà họ Doãn, Thu Ca vẫn còn là một cô bé, thoát cái đã mười mấy năm không gặp rồi. Tiêu Trần khẽ gật đầu, mở lời. Cháu chào bác Tiêu. Doãn Thu Ca gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình là Lưu Mỹ Lan. Hôm nay bác Tiêu đến đây là để cầu hôn, bác đã nói chuyện của cháu và Vân Phi nhà bác với ông Doãn rồi, thấy cháu thì bác yên tâm rồi, cháu chắc chắn là đứa con dâu ngoan ngoãn, hiền lành, thục nữ ha ha ha. Con không lấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Thu Ca đã trở nên lạnh lẽo, không quan tâm đến mặt mũi của Tiêu Thần mà lập tức ngắt lời. Không lấy. Cháu không có quyền quyết định, sắc mặt Doãn Trấn Phong tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Doãn Thu Ca. Có người ngoài ở đây, không được nói linh tinh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu đến lượt con quyết định. Lui xuống. Doãn Trấn Phong trầm giọng quát. Đúng thế, con không xem xét đây là đâu hả, Tổng Giám Đốc Tiêu còn ở đây, một cô nhóc không biết nông sâu như con có thể được Tổng Giám Đốc Tiêu coi là con dâu là phúc của con, đừng có mà không biết tốt xấu. Doãn Hoán cũng lạnh lùng trừng mắt, trầm giọng nói, từ nhỏ đến lớn, ông ta không có quản thúc Doãn Thu Ca quá nghiêm khắc vì biết cô không sống được quá hai mươi mấy tuổi, và lại còn là con gái, vì thế Doãn Thu Ca luôn được Doãn Trấn Tử nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn. Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan đều chưa từng dạy dỗ cô. Không sao, thanh niên mà, ha ha ha, tính tình nóng nảy cũng là điều bình thường, nhưng chuyện quan trọng như cưới xin vẫn nên do bố mẹ quyết định mới được. Tiêu Vân Phi nhà chúng tôi không đến đây nên tôi sẽ quyết định chuyện cưới xin này cho nó. Bố mẹ người lớn luôn vì muốn tốt cho con cái, chỉ như vậy mới có thể khiến các con tránh lầm lỡ. Tiêu Thần cười nhạt nói, nhưng trong lời nói có chút lạnh lùng. Còn không mau cảm ơn bác Tiêu đi, bác Tiêu không thèm so đo với con, Tiêu thiếu gia là thanh niên tài giỏi, làm sao có thể không xứng với con chứ? Bớt nói linh tinh đi, chuyện hôn nhân sao có thể tùy theo ý con được? Đúng là bị ông con chiều hư rồi. Lưu Mỹ Lan mắng. Doãn Trấn Tử nhíu mày, liên quan gì đến ông? Các người chưa bao giờ quan tâm đến nó mà giờ lại trách ông, làm gì có kẻ làm cha mẹ như hai người chứ? Chuyện này cứ quyết định thế đi, Doãn Hoán đưa Thu Ca ra ngoài đi, tiếp theo bố và Tổng Giám Đốc Tiêu sẽ bàn chuyện đính hôn. Doãn Trấn Phong nhỏ giọng nói. Ông nội, con không lấy đâu, con không muốn lấy tên Tiêu công tử gì đó. Con còn không quen biết anh ta. Ông nội. Doãn Thu Ca cắn răng, đôi mắt đẫm lệ, ở nhà họ Doãn, cô căn bản không có chút tiếng nói nào. Này, anh cả, chuyện này, hay là chúng ta suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Dù sao thì hai đứa nhỏ chưa có tình cảm nào, có thể qua lại một thời gian thử xem đã. Doãn Trấn Tử ngập ngừng nói. Doãn thần y, ông nói vậy là không tin vào tính tình của con trai tôi à? Hừ hừ. Tiêu Thần trầm giọng lạnh lùng nói. Lão Tam, ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng, con trai của Giám Đốc Tiêu chắc chắn là thanh niên tài giỏi, không đến lượt cậu đánh giá, nhà chúng ta và Giám Đốc Tiêu đã hợp tác với nhau nhiều năm, có thêm chuyện này sẽ thân càng thêm thân. Hơn nữa, có lẽ nào con gái nhà chúng ta gả vào nhà họ Tiêu lại phải chịu ấm ức chứ? Chuyện này cứ quyết thế đi, đừng ai nói nữa, mấy người ra ngoài đi, chuyện tiếp theo để tôi và Tổng Giám Đốc Tiêu bàn bạc là được. Doãn Trấn Phong cười nói. Tổng Giám Đốc Tiêu, lần này chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận một chút, sau này thành thông gia với nhau rồi, ha ha ha. Đi thôi, còn ngơ ra đấy làm gì? Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan kéo Doãn Thu Ca ra khỏi phòng họp nhà họ Doãn, Doãn Trấn Tử cũng bất lực nhìn theo cháu gái, chuyện này ông cũng lực bất tòng tâm. Nhà họ Doãn do anh cả ông quyết định, hiện giờ vì lợi ích của nhà họ Doãn mà kết thông gia với nhà họ Tiêu là điều đúng đắn. Trong mắt Doãn Trấn Phong, không gì có thể ngăn cản. Chỉ khi hai nhà Doãn Tiêu thân càng thêm thân mới có thể hoàn toàn buộc chặt với nhau, nhà họ Doãn bọn họ không thể so với nhà họ Tiêu, sau này còn phải trông cậy vào nhà bọn họ nữa, vì thế cuộc hôn nhân này là điều bắt buộc. Doãn Trấn Phong đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, nhưng không có ứng cử viên thích hợp, bây giờ bệnh tình Doãn Thu Ca đã khỏi, cuộc hôn nhân này không ai khác chính là cô.
Vì nhà họ Doãn, vì vinh quang của bọn họ, vì sự thịnh vượng của gia tộc, trong mắt Doãn Trấn Phong, Doãn Thu Ca chính là vật hy sinh bắt buộc. Sau khi rời khỏi phòng họp, Lưu Mỹ Lan cười nói. Thu Ca, chuyện này đều là vì muốn tốt cho con cũng biết cậu cả nhà họ Tiêu là thiếu gia số 1 số 2 thành phố Khang Bình mà, thực lực nhà họ Tiêu lại càng không phải nghi ngờ. Sau này con cưới cậu ta, thì thân phận sẽ khác trước, e là ngay cả ông cả của con cũng phải nói năng khách sáo với con nữa. Con không lấy, con thà chết cũng không lấy. Doãn Thu Ca nghiến răng nghiến lợi nói, lạnh lùng nhìn bố mẹ mình, ánh mắt quyết tâm của cô khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thu Ca, chuyện này còn phải bàn bạc thêm đã, con đi nghỉ ngơi trước đi. Doãn Trấn Tử thở dài một tiếng. Dù sao thì con không lấy là không lấy, muốn lấy thì mẹ đi mà lấy. Doãn Thu Ca lạnh lùng nhìn mẹ mình. Bốp! Lưu Mỹ Lan vung một phát tát vào mặt Doãn Thu Ca, một dấu tay đỏ ủng lập tức hiện lên. Con làm phản à, giờ lại dám ăn nói với mẹ như vậy, mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mẹ là mẹ con có biết phép tắc không vậy? Mỹ Lan, con làm gì vậy, đánh người như vậy là con sai rồi. Sắc mặt Doãn Trấn Tử tối sầm lại. Bố không thấy dáng vẻ điếc không sợ súng của nó à, con nên đánh chết nó, hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể tùy theo ý nó được chứ? Hơn nữa, bác cả cũng đã nói rồi, chuyện này đã quyết, bố cũng đừng nên xen vào. Lưu Mỹ Lan nói. Đúng thế đó bố, chuyện này kết thúc ở đây thôi, bác cả đã quyết rồi. Một khi liên minh với nhà họ Tiêu, địa vị của nhà họ Doãn chúng ta cũng sẽ tăng lên. Mối quan hệ hợp tác bao lâu nay cũng sẽ tiến thêm một bước. Doãn Hoán nghiêm túc nói. Con có còn là con người hay không? Lấy hạnh phúc hôn nhân của con gái mình để đổi lấy lợi ích gia tộc, còn nói với vẻ đương nhiên nữa, con mau cút cho bố, cả hai đều cút đi. Doãn Trấn Tử quát lên một tiếng, đá vào người Doãn Hoán một cái. Sắc mặt Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan tối sầm lại, nhưng không dám đánh trả lại bố mình, mà chỉ có thể quay người rời đi. Mặc dù bọn họ không thể thuyết phục bố, nhưng chỉ cần bác cả ra mặt thì bố chắc chắn không thể xen vào. Cháu không sao chứ? Doãn Trấn Tử nhìn khuôn mặt sưng lên do bị Lưu Mỹ Lan tát, nhất thời không khỏi tức giận. Ông nội, con thật sự phải lấy tên đại thiếu gia nhà họ Tiêu à? Vẻ mặt Doãn Trấn Tử cô đơn, nở nụ cười rượi gạo nói, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Thu Ca lại xám ngắt như cho tàn. Sao mấy ngày nay trông cô không được vui nhỉ? Tần Lâm nhìn ra được phiền muộn của Doãn Thu Ca, bởi vì bệnh của cô đã khỏi nên anh có thể rời đi được rồi. Không có gì, sư phụ, tôi có thể. Không thể cùng anh đi đến y quán được. Doãn Thu Ca trầm giọng nói. Ông nội cô không cho đi ư? Không nỡ rời xa cô à? Tần Lâm cười nói. Không phải, là do tôi không nỡ rời khỏi nhà họ Doãn, tôi bỗng nhận ra mình không hề tự lập, cũng không hề kiên cường như thế. Doãn Thu Ca cố gắng mỉm cười. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không ép cô. Tần Lâm nói. Thu Ca, mau lên, thiếu gia nhà họ Tiêu đến rồi, lần này đến là để định ngày kết hôn đấy, xính lễ đều mang đến cả rồi, hớ hớ hớ. Lưu Mỹ Lan cười nói, vội vàng chạy đến. Đính hôn. Tần Lâm sững ra, lúc này sắc mặt Doãn Thu Ca đột nhiên trở nên tái nhợt, hơn nữa trong ánh mắt cô còn đọng nước và có chút gì đó ấm ức. Tần Đại Sư, ha ha ha, khiến cậu chê cười rồi, hôm nay là ngày Thu Ca nhà chúng tôi đính hôn, cậu phải ở lại dùng bữa rồi mới được rời đi đấy, nếu không nhờ cậu thì Thu Ca cũng sẽ không khỏi bệnh được, tất cả đều là công lao của cậu. Lưu Mỹ Lan mặt mày hớn hở, lúc này sắc mặt của Tần Lâm có hơi thay đổi, nhìn sang mặt mày Doãn Thu Ca cũng không tốt gì cho cam, nếu như anh đoán không lầm thì vì cô đã đính hôn nên mới không đi đến y quán. Thật ư? Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tần Lâm nhíu mày, nói cho cùng thì bây giờ anh cũng là sư phụ của Doãn Thu Ca, làm sao cô có thể che giấu việc mình đính hôn được chứ? Nhưng nhìn từ dáng vẻ của Doãn Thu Ca mà nói, thì có lẽ đây không phải là tình yêu. Xin lỗi sư phụ, tôi không cố ý giấu anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lâm trầm giọng nói. Tôi không muốn gả cho thiếu gia nhà họ Tiêu, tôi căn bản không hề quen biết anh ta. Tôi còn muốn đi học, còn muốn theo sư phụ học bản lĩnh, tôi không muốn kết hôn sớm. Doãn Thu Ca cúi đầu. Không đến lượt con nói đâu, bố mẹ và người mai mối đều quyết định cả rồi, Tần Đại Sư, cậu nhìn cái nét của nó xem.
Đấy chẳng phải là trò cười hay sao, người làm cha mẹ chỉ mong con gái mình có thể sớm cưới chồng thôi, đó là tâm sự của bậc phụ huynh, nhưng nó thì hay lắm, người tốt như thiếu gia nhà họ Tiêu mà nó lại không muốn, người ta làm nó ấm ức hay gì. Con đừng có mà không biết tốt xấu, thiếu gia nhà họ Tiêu vẫn đang đợi con ở phòng khách đó, mau lên, chúng ta không thể tiếp đón lơ là người nhà họ Tiêu được. Lưu Mỹ Lan bực bội nói. Tần đại sư, tôi đi trước đây, cậu hãy giúp tôi khuyên con danh đó đi, mấy chuyện như thế này không thể để nó quyết được. Để tôi đi thay đồ. Được. Tần Lâm gật đầu, sau đó Lưu Mỹ Lan quay lưng rời đi. Sư phụ, tôi. Doãn Thu Ca muốn nói gì đó nhưng còn do dự, lại bị Tần Lâm cắt ngang. Cô thật sự không muốn gả vào nhà họ Tiêu à? Tần Lâm hỏi. Chúng tôi không hề quen biết nhau, đều là do ông nội hai bên hợp tác với nhau, vậy nên tôi mới phải kết hôn với thiếu gia nhà họ Tiêu. Một khi hai gia tộc liên hôn thì nhà họ Doãn sẽ có được rất nhiều lợi ích, còn tôi đương nhiên sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc. Trong mắt Doãn Thu Ca ánh lên vẻ tuyệt vọng. Từ góc nhìn của bố mẹ và gia tộc mà nói, thì đây là điều hoàn toàn đúng. Tần Lâm gật gù. Doãn Thu Ca cười khổ, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của số phận. Sư phụ, tôi biết, vậy nên, tôi đành chấp nhận. Nhưng, cô là đồ đệ của Tần Lâm tôi, nếu như cô không muốn thì không ai có thể ép cô cả, cho dù có là ông trời thì cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, nghiêm nghị nói rồi nhìn sang Doãn Thu Ca. Sư phụ, anh nói thật không? Tần Lâm gật đầu, anh không thể trơ mắt nhìn Doãn Thu Ca ở cùng với người mà cô không thích được, bây giờ Doãn Thu Ca đã là đồ đệ của anh, đương nhiên anh sẽ phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Chỉ cần Doãn Thu Ca không muốn thì không ai được ép cả. Đương nhiên rồi, nếu cô không muốn thì tôi sẽ ra mặt giúp cô, người làm sư phụ như tôi sẽ không ép cô làm việc mình không muốn, đương nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn đồ đệ của mình trở thành vật hy sinh cho gia tộc được. Tần Lâm lãnh đạm nói. Nhưng, sư phụ, chẳng lẽ anh muốn đưa tôi bỏ trốn à? Doãn Thu Ca ngập ngừng nói. Nói gì thế, chạy trốn gì chứ, hai chúng ta danh chính ngôn thuận mà, tôi khinh, để tôi xem thử, người nhà họ Doãn ai dám động vào cô, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người đó. Tần Lâm nói. Được. Doãn Thu Ca cười híp mắt nói, cuối cùng cô cũng nở nụ cười. Không biết tại sao lời sư phụ nói lúc này lại khiến cho cô cảm thấy an tâm. Sư phụ, chúng ta có thể thay đổi số mệnh được sao? Nhưng thiếu gia nhà họ Tiêu đó không dễ đối phó đâu, hơn nữa còn là người nhà mình, chỉ vài câu nói của sư phụ thì ắt hẳn sẽ không dễ dàng tha cho mình được. Bọn họ đã lên kế hoạch từ trước rồi, cuộc hôn nhân nhân này đã được định sẵn, bây giờ sư phụ ra mặt sẽ lật ngược được tình thế hay sao? Đi thôi, đến sảnh lớn xem thử. Hôm nay tôi sẽ nói rõ với nhà họ Doãn, đồ đệ của tôi sẽ không bao giờ trở thành công cụ để bọn họ trục lợi. Tần Lâm nói một cách chắc nịch. Đây đều là sự ngưỡng mộ của các cô gái nhà họ Doãn, Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan càng có thể ngẩng đầu ngạo nghễ, con gái mình xuất sắc như vậy, lại được gả cho một thiếu gia như thế, vậy thì ngày tháng sau này sẽ không còn tầm thường nữa. Thu Ca, mau đến đây làm quen với Tiêu thiếu gia đi, lúc nhỏ hai đứa còn chơi với nhau kia mà, hớ hớ hớ. Lưu Mỹ Lan nhanh chóng kéo tay Doãn Thu Ca đến. Thu Ca, chúng ta đã nhiều năm không gặp, em càng ngày càng đẹp quá rồi đó. Tiêu Vân Phi đá lông nheo, mặt mày cứ như chư bát giới vậy, đã thèm muốn Doãn Thu Ca từ lâu, hôm nay được ôm Mỹ Nhân về nên trong lòng vô cùng kích động, mặc dù chỉ mới đính hôn, nhưng Tiêu Vân Phi đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Sao mấy ngày nay trông cô không được vui nhỉ? Tần Lâm nhìn ra được phiền muộn của Doãn Thu Ca. Bởi vì bệnh của cô đã khỏi nên anh có thể rời đi được rồi. Không có gì, sư phụ, tôi có thể. Không thể cùng anh đi đến y quán được. Doãn Thu Ca trầm giọng nói. Ông nội cô không cho đi ư? Không nỡ rời xa cô à? Tần Lâm cười nói. Không phải, là do tôi không nỡ rời khỏi nhà họ Doãn, tôi bỗng nhận ra mình không hề tự lập, cũng không hề kiên cường như thế. Doãn Thu Ca cố gắng mỉm cười. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không ép cô. Tần Lâm nói. Thu Ca, mau lên, thiếu gia nhà họ Tiêu đến rồi, lần này đến là để định ngày kết hôn đấy, sính lễ đều mang đến cả rồi, hớ hớ hớ. Lưu Mỹ Lan cười nói, vội vàng chạy đến. Đính hôn. Tần Lâm sững ra, lúc này sắc mặt Doãn Thu Ca đột nhiên trở nên tái nhợt,
hơn nữa trong ánh mắt cô còn đọng nước và có chút gì đó ấm ức. Tần đại sư, ha ha ha, khiến cậu chê cười rồi, hôm nay là ngày Thu Ca nhà chúng tôi đính hôn, cậu phải ở lại dùng bữa rồi mới được rời đi đấy, nếu không nhờ cậu thì Thu Ca cũng sẽ không khỏi bệnh được, tất cả đều là công lao của cậu. Lưu Mỹ Lan mặt mày hớn hở, lúc này sắc mặt của Tần Lâm có hơi thay đổi, nhìn sang mặt mày Doãn Thu Ca cũng không tốt gì cho cam, nếu như anh đoán không lầm thì vì cô đã đính hôn nên mới không đi đến y quán. Thật ư, tại sao lại không nói cho tôi biết? Tần Lâm nhíu mày, nói cho cùng thì bây giờ anh cũng là sư phụ của Doãn Thu Ca, làm sao cô có thể che giấu việc mình đính hôn được chứ? Nhưng nhìn từ dáng vẻ của Doãn Thu Ca mà nói, thì có lẽ đây không phải là tình yêu. Xin lỗi sư phụ, tôi không cố ý giấu anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lâm trầm giọng nói. Tôi không muốn gả cho thiếu gia nhà họ Tiêu, tôi căn bản không hề quen biết anh ta, tôi còn muốn đi học, còn muốn theo sư phụ học bản lĩnh, tôi không muốn kết hôn sớm. Doãn Thu Ca cúi đầu. Không đến lượt con nói đâu, bố mẹ và người mai mối đều quyết định cả rồi, Tần đại sư, cậu nhìn cái nết của nó xem. Đấy chẳng phải là trò cười hay sao, người làm cha mẹ chỉ mong con gái mình có thể sớm cưới chồng thôi, đó là tâm sự của bậc phụ huynh, nhưng nó thì hay lắm, người tốt như thiếu gia nhà họ Tiêu mà nó lại không muốn, người ta làm nó ấm ức hay gì. Con đừng có mà không biết tốt xấu, thiếu gia nhà họ Tiêu vẫn đang đợi con ở phòng khách đó, mau lên, chúng ta không thể tiếp đón lơ là người nhà họ Tiêu được. Lưu Mỹ Lan bực bội nói. Tần đại sư, tôi đi trước đây. Cậu hãy giúp tôi khuyên con danh đó đi, mấy chuyện như thế này không thể để nó quyết được. Để tôi đi thay đồ. Được. Tần Lâm gật đầu, sau đó Lưu Mỹ Lan quay lưng rời đi. Sư phụ, tôi. Doãn Thu Ca muốn nói gì đó nhưng còn do dự, lại bị Tần Lâm cắt ngang. Cô thật sự không muốn gả vào nhà họ Tiêu à? Tần Lâm hỏi. Chúng tôi không hề quen biết nhau, đều là do ông nội hai bên hợp tác với nhau. Vậy nên tôi mới phải kết hôn với thiếu gia nhà họ Tiêu, một khi hai gia tộc liên hôn thì nhà họ Doãn sẽ có được rất nhiều lợi ích, còn tôi đương nhiên sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc. Trong mắt Doãn Thu Ca ánh lên vẻ tuyệt vọng. Từ góc nhìn của bố mẹ và gia tộc mà nói, thì đây là điều hoàn toàn đúng. Tần Lâm gật gù. Doãn Thu Ca cười khổ, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của số phận. Sư phụ, tôi biết, vậy nên, tôi đành chấp nhận. Nhưng, cô là đồ đệ của Tần Lâm tôi, nếu như cô không muốn thì không ai có thể ép cô cả, cho dù có là ông trời thì cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, nghiêm nghị nói rồi nhìn sang Doãn Thu Ca. Sư phụ, anh nói thật không? Tần Lâm gật đầu, anh không thể trơ mắt nhìn Doãn Thu Ca ở cùng với người mà cô không thích được, bây giờ Doãn Thu Ca đã là đồ đệ của anh, đương nhiên anh sẽ phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Chỉ cần Doãn Thu Ca không muốn thì không ai được ép cả. Đương nhiên rồi, nếu cô không muốn thì tôi sẽ ra mặt giúp cô, người làm sư phụ như tôi sẽ không ép cô làm việc mình không muốn, đương nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn đồ đệ của mình trở thành vật hy sinh cho gia tộc được. Tần Lâm lãnh đạm nói. Nhưng, sư phụ, chẳng lẽ anh muốn đưa tôi bỏ trốn à? Doãn Thu Ca ngập ngừng nói. Nói gì thế, chạy trốn gì chứ, hai chúng ta danh chính ngôn thuận mà. Tôi khinh, để tôi xem thử, người nhà họ Doãn ai dám động vào cô, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người đó. Tần Lâm nói. Được. Doãn Thu Ca cười híp mắt nói, cuối cùng cô cũng nở nụ cười, không biết tại sao lời sư phụ nói lúc này lại khiến cho cô cảm thấy an tâm. Sư phụ, chúng ta có thể thay đổi số mệnh được sao? Nhưng thiếu gia nhà họ Tiêu đó không dễ đối phó đâu, hơn nữa còn là người nhà mình. Chỉ vài câu nói của sư phụ thì ắt hẳn sẽ không dễ dàng tha cho mình được, bọn họ đã lên kế hoạch từ trước rồi, cuộc hôn nhân nhân này đã được định sẵn, bây giờ sư phụ ra mặt sẽ lật ngược được tình thế hay sao? Đi thôi, đến sảnh lớn xem thử, hôm nay tôi sẽ nói rõ với nhà họ Doãn, đồ đệ của tôi sẽ không bao giờ trở thành công cụ để bọn họ trục lợi. Tần Lâm nói một cách chắc nịch. Đây đều là sự ngưỡng mộ của các cô gái nhà họ Doãn. Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan càng có thể ngẩng đầu ngạo nghễ, con gái mình xuất sắc như vậy, lại được gả cho một thiếu gia như thế, vậy thì ngày tháng sau này sẽ không còn tầm thường nữa. Thu Ca, mau đến đây làm quen với Tiêu thiếu gia đi, lúc nhỏ hai đứa còn chơi với nhau kia mà, hớ hớ hớ. Lưu Mỹ Lan nhanh chóng kéo tay Doãn Thu Ca đến. Thu Ca,
chúng ta đã nhiều năm không gặp, em càng ngày càng đẹp quá rồi đó. Tiêu Vân Phi đá lông nheo, mặt mày cứ như chưa bát giới vậy, đã thèm muốn Doãn Thu Ca từ lâu, hôm nay được ôm mỹ nhân về nên trong lòng vô cùng kích động, mặc dù chỉ mới đính hôn, nhưng Tiêu Vân Phi đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Lưu Mỹ Lan chống eo nói. Bố, bố đừng có xen vào, đây là chuyện của nhà bọn con, Thu Ca đã lớn thế này rồi mà chẳng nghe lời gì cả, bọn con có thể hại nó chắc. Bây giờ ở trước mặt Tiêu thiếu gia mà lại làm người ta mất mặt như vậy, con đánh nó là vì nó chẳng biết phấn đấu vì nhà họ Doãn gì cả. Con dạy con gái con, chẳng nhẽ là sai à? Doãn Thu Ca tức giận, nghiến răng nói. Đây là lần thứ hai mẹ đánh con rồi. Lưu Mỹ Lan, từ nay về sau, mẹ đừng quan tâm đến con nữa. Con đi đường của con, mẹ đi đường của mẹ. Con bé này phản rồi, tao đánh chết cái đồ khốn khiếp nhà mày. Lưu Mỹ Lan giơ tay đánh Doãn Thu Ca, tuy nhiên lần này, cánh tay của Lưu Mỹ Lan lại không sao đập xuống được. Ái ôi! Đau đau đau! Lưu Mỹ Lan nghiến răng nghiến lợi nói, cổ tay bị Tần Lâm tóm chặt lấy. Doãn Hoán trầm giọng nói. Tần Đại Sư, mong cậu giữ tự trọng. Tần Lâm cười khẩy nói. Tôi giữ tự trọng, chẳng nhẽ cái loại đàn bà chanh chua này có tự trọng chắc. Nhà họ Doãn mấy người thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy, con gái mình không thích người ta, bây giờ còn ép cô ấy. Mấy người đều ở đây xem kịch à, lấy thanh xuân của một thiếu nữ để đổi lấy vinh quang của gia tộc à. Đúng là già mà không biết xấu hổ. Sắc mặt Doãn Trấn Phong đen xì, rõ ràng là đang mắng ông ta mà. Tần Lâm. Cậu là cái thá gì mà dám nói bừa ở nhà họ Doãn chúng tôi, cậu nghĩ cậu chữa khỏi cho Doãn Thu Ca là cậu có thể làm bừa ở nhà họ Doãn à? Ra mà đổ đốn. Lưu Mỹ Lan hung hăng nói. Đây là con gái của tôi, không cần cậu quan tâm. Tần Lâm đẩy Lưu Mỹ Lan ra, bà ta loạng choạng ngã trên mặt đất, cổ tay như vừa bị kìm kẹp vậy, đỏ ửng lên, bà ta đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng không? Vậy mấy người nỡ đẩy con gái mình vào hố lửa sao? Đúng là loại không biết xấu hổ mà, một đám ra vẻ đạo mạo, gia tộc suy sút, mấy người không nghĩ cách chấn hưng gia tộc, bây giờ lại dùng con cháu mình, bắt cô ấy trở thành vật hy sinh cho gia tộc. Đây là truyền thống tốt đẹp của gia tộc mấy người à, muốn nhờ người khác bảo vệ để kéo dài chút hơi tàn chứ gì? Hừ hừ, còn muốn tôi phục chắc. Tần Lâm dằn từng chữ một, cười khẩy nói, khiến cho nhà họ Doãn lộ ra bộ mặt thật, lúc này. Mặt mày bọn họ tái mét, hận Tần Lâm đến tận xương tận tủy. Chỉ duy nhất có mình Doãn Chấn Tử là hơi cảm thấy vui, Tần Lâm đã nói ra những lời ông không dám nói, là người ngoài, lúc này lại đứng trên góc độ của Doãn Thu Ca, khẩu chiến một trận với mọi người, điều này khiến Doãn Chấn Tử cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhà họ Doãn vì lợi ích gia tộc mà không có bất kỳ giới hạn nào. Tên này, cậu ra vẻ cái gì ở nhà họ Doãn tôi chứ, cậu nghĩ mình là chủ nhà họ Doãn à? Đúng vậy, Doãn Thu Ca có thể gả được cho Tiêu thiếu gia là phúc của nó, có thể cống hiến cho nhà họ Doãn, nó nên tự hào mới phải. Đúng, cậu là cái thá gì? Chuyện trong nhà họ Doãn không đến lượt cậu nhúng tay vào. Người nhà họ Doãn ầm ĩ chửi bới, chỉ trỏ Tần Lâm. Doãn Hoán và Tần Lâm nhìn nhau, lạnh lùng nói. Con gái của tôi tự quản, mời cậu rời đi, Tần Lâm. Tần Lâm nói. Rời đi, được. Nhưng tôi sẽ đưa theo Doãn Thu Ca cùng rời khỏi cái chốn thị phi này, nhà họ Doãn mấy người không cho cô ấy chỗ dung thân thì tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi xem ai dám. Lúc này, Tiêu Vân Phi cuối cùng cũng không ngồi xem được nữa, mẹ kiếp, không ngờ có người dám đưa cô dâu của mình đi. Tiêu Vân Phi tức giận nói. Tao không biết mày là ai, nhưng mày cút cho tao, đừng để tao nhìn thấy mày nữa, Doãn Thu Ca là người phụ nữ của tao, không ai có thể đưa cô ấy đi cả. Doãn Trấn Phong cười nói, nhà họ Doãn dù sao đang suy thoái, cần nể mặt nhà họ Tiêu, không có nhà họ Tiêu, bọn họ sẽ gặp khó. Tiêu thiếu gia nói đúng lắm. Cho nên với nhà họ Doãn mà nói, nhà họ Tiêu là cọng rơm cứu mạng của bọn họ. Những năm nay, nhà họ Doãn suy yếu, cho dù có thần y Doãn Trấn Tử trấn tọa, nhưng người nhà họ Doãn quá đông, hơn nữa còn phải bồi dưỡng thế hệ sau. Họ chỉ có thể buôn bán dược liệu. Nhưng cần nhà họ Tiêu vẽ đường chỉ lối, không có sự giúp đỡ của nhà họ Tiêu, bọn họ không có cơ hội tiến lên. Việc liên hôn này, chính là cơ hội để nhà họ Doãn cống hiến cho nhà họ Tiêu, mấy người của đại gia tộc đều thích Doãn Thu Ca của nhà họ Doãn,
nhưng chỉ có mình nhà họ Tiêu là họ cần, vậy nên sau khi bàn bạc lợi hại, bọn họ quyết định liên hôn với nhà họ Tiêu. Lưu Mỹ Lan cười khẩy nói. Tiêu thiếu gia, mấy năm này tôi quản không nghiêm con bé này, nên nó mới không nghe lời như vậy. Bây giờ lại đứng về phe người ngoài, thực sự khiến tôi tức chết mà. Tiêu thiếu gia đừng giận nó nhé, cũng chỉ có cậu mới quản được nó thôi. Lúc này, lòng Doãn Thu Ca xám như cho, nhiều năm nay, mặc dù cũng là người nhà họ Doãn, nhưng Doãn Thu Ca chưa từng được bọn họ quan tâm, bởi vì bố mẹ biết cô không sống qua 20 tuổi. Vậy nên dù có đổ hết sự quan tâm và tài nguyên lên người cô thì có tác dụng gì chứ? Mấy năm nay, cô đều sống với ông nội, ngày thường ông nội dạy cô y thuật, nhiều năm như vậy, cô chỉ thân thiết với mình ông, còn bố mẹ dường như chưa từng quan tâm đến cô. Lúc này, lời Lưu Mỹ Lan càng khiến Doãn Thu Ca cảm thấy tuyệt vọng, trên đời này có bố mẹ nào độc ác đến vậy sao? Tiêu Vân Phi nhìn chằm chằm Doãn Thu Ca mà nói. Vậy là tốt nhất, con tiện nhân này, mau quỳ xuống cho tôi. Doãn Hoán nghiêm khắc mắng. Còn không mau quỳ trước Tiêu thiếu gia đi, nếu không Tiêu thiếu gia không tha cho con đâu. Doãn Thu Ca nghiêm túc nói, không hề sợ sệt. Tiêu Vân Phi tức điên người, Doãn Thu Ca xinh đẹp như vậy mà không phải của mình, mà cô lại ở bên một tên không biết chạy từ xó nào ra, đây chẳng phải không nể mặt nhà họ Tiêu sao. Hôm nay anh ta nhất định phải dạy cho đôi cẩu nam nữ này một bài học. Hai tên cơ bắp đứng bên Tiêu Vân Phi lập tức ra tay, ép sát Tần Lâm và Doãn Thu Ca. Hai người này có vẻ là con nhà võ, thủ đoạn vô cùng hung ác, Tiêu Vân Phi vừa hạ lệnh, bọn họ đã lao ra ngay, như sấm rền gió cuốn. Cút! Tần Lâm quát lớn, mặt hai tên kia nháy mắt biến sắc, bóng người của Tần Lâm không hề động đậy, một quyền nhanh như điện đã đáp thẳng lên ngực họ, hai người cùng lúc văng ra, họ ôm ngực, miệng trào máu tươi. Long Thất và Long Bát nhìn nhau, mặt tái mét, họ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, người này đáng sợ quá. Tiêu Vân Phi lập tức sững người, Long Thất và Long Bát là hai vệ sĩ mà bố đích thân lựa chọn để đưa cho anh ta, ngày thường dù là mười mấy người cũng không đánh lại họ, nhưng lúc này lại bị Tần Lâm hạ đo ván, nằm bệt dưới đất. Rác rưởi vậy. Tiêu Vân Phi buồn bực, sắc mặt người nhà họ Doãn vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ Tần Lâm lại dám đánh nhau ở nhà họ Doãn bọn họ. Mày muốn làm gì? Tiêu Vân Phi run lẩy bẩy, Tần Lâm bước từng bước lại gần, khiến cho Tiêu Vân Phi sợ hãi lảo đảo ngã xuống đất, cả Long Thất và Long Bát đều không phải đối thủ của anh, huống chi là anh ta. Lời vừa dứt, Tiêu Vân Phi bị Tần Lâm đấm cho một phát, chiếc mũi cao kiều cũng bị vẹo, máu mũi chảy ra, anh ta đau đến rớt nước mắt. Tiêu Vân Phi sợ hãi đến cực điểm, anh ta là đại thiếu gia nhà họ Tiêu. Ngày thường chỉ có anh ta bắt nạt người khác chứ đâu có ai dám bắt nạt anh ta, vậy nên hôm nay bị Tần Lâm đánh, anh ta sợ đến tái mét mặt. Tiêu Vân Phi thảm thiết gào thét, miệng hùm gan sứa mà nói. Ái ôi, mày dám đánh tao, bố tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhưng Tần Lâm không hề có ý định dừng tay, anh đạp liên tiếp ba phát, khiến cho nửa người dưới của Tiêu Vân Phi đau đến mức kêu cha gọi mẹ, anh ta co ro một góc, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Cậu dám đánh Tiêu thiếu gia, cậu muốn chết à? Chết rồi, chuyện này xong rồi, Tiêu thiếu gia gặp chuyện ở nhà họ Doãn, chủ tịch Tiêu nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Đều tại thằng điên này, chúng ta không thể để cậu ta đi được, chủ tịch Tiêu mà đến, chúng ta còn có thể lôi cậu ta ra để chất vấn. Đúng, người này dám đánh Tiêu thiếu gia, thế này đúng là không coi chủ tịch Tiêu ra gì. Người nhà họ Doãn vừa hận vừa sợ Tần Lâm. Long Bát Long Thất cao to lực lưỡng như vậy mà anh nháy mắt đã hạ họ đo ván, hơn nữa Tiêu thiếu gia cũng bị đập cho mấy phát mặt đầy máu, nhất là ba cước cuối, thậm chí còn khiến anh ta đoạn tử tuyệt tôn, nhìn mà thấy đau rồi, không biết Tiêu thiếu gia còn chống đỡ nổi không. Lưu Mỹ Lan hung hăng nói, nhưng cũng không dám tiến lên, sợ bị Tần Lâm đánh. Tần Lâm, cậu có biết cậu gây họa gì rồi không? Tiêu thiếu gia là đại thiếu gia số 1 số 2 ở thành phố Khang Bình này. Là đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Thần, là con cưng của chủ tịch Tiêu, vậy mà cậu dám đánh Tiêu thiếu gia đến mức này, cậu chết chắc rồi. Lúc này ngay cả Doãn Chấn Tử cũng không nhịn được mà lắc đầu, Tần Lâm gây họa rồi, đánh Tiêu thiếu gia, chuyện này không xong rồi. Tần Đại Sư, hai, cậu sốc nổi quá, cậu có biết cậu gây họa rồi không, thực lực của nhà họ Tiêu ở thành phố Khang Bình này nằm trong top 3 đấy, cả thành phố Khang Bình này không ai dám gây chuyện với nhà họ đâu.
Ông nội, bây giờ phải làm thế nào? Sư phụ, anh mau đi đi, ở đây có tôi, chỉ cần có tôi ở đây, nhà họ Tiêu nhất định sẽ không làm khó anh đi càng xa càng tốt đi. Doãn Thu Ca lo lắng đến tái mặt, tim đập cực nhanh, tất cả đều tại cô, nếu như không phải do cô nói thì chắc sư phụ cũng không đánh Tiêu thiếu gia. Bây giờ Tiêu thiếu gia bị đánh đến mức này, chuyện này nhất định không thể nào hòa giải được. Doãn Chấn Tử không biết nên làm thế nào, Tần Đại Sư mặc dù có đóng góp trong lĩnh vực y học, nhưng dù sao đây cũng là thành phố Khang Bình, tục ngữ có câu, phép vua thua lệ làng, bây giờ Tần Đại Sư đánh người nhà họ Tiêu, chuyện này không đơn giản đâu. Doãn Chấn Phong lạnh lùng trầm giọng nói. Muốn đi, hừ hừ, cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cậu đi chắc. Tần Lâm, hơn 30 người nhà họ Doãn còn đang đứng đây, cậu đánh lại hết không, cậu có chạy đằng trời. Dám đánh Tiêu thiếu gia, cậu chết chắc rồi, nhà họ Tiêu sẽ không tha cho cậu đâu. Doãn Hoán không nhịn được mà đấm ngực dậm chân, bản thân có đứa con gái không biết phấn đấu, giờ lại có thêm tên Tần Lâm góp gió, tiền đồ sán lạn cứ vậy mà bị hủy. Lần này, cậu làm liên lụy đến nhà họ Doãn chúng tôi, nếu không vì cậu nhà họ Doãn sao có thể đắc tội nhà họ Tiêu chứ? Tần Lâm, cậu đúng là đồ xui xẻo. Doãn Thu Ca, bây giờ mày thực sự khiến chúng ta thất vọng, từ nay về sau tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà họ Doãn, mày khiến nhà họ Doãn mất hết mặt mũi, hơn nữa còn có quan hệ mập mờ với tên Tần Lâm này, tao không có đứa con gái như mày. Doãn Hoán chỉ muốn tóm lấy Doãn Thu Ca mà đánh cho một trận. Nhưng giờ Tần Lâm đang đứng bên Doãn Thu Ca, ông ta đâu dám đánh. Tiêu Vân Phi nhỏ giọng gào thét, lúc này anh ta vẫn chưa ngất đi, anh ta nhíu chặt mày, đau đến mức mặt toát đầy mồ hôi, nhưng Tần Lâm mà đi như vậy, anh ta không cam lòng. Không được để hắn đi, không được để hắn đi, tôi nhất định phải giết hắn. Hắn mà đi, tôi sẽ giết cả nhà họ Doãn. Lời Tiêu Vân Phi khiến cho nhà họ Doãn run rẩy, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhà họ Tiêu chắc chắn có năng lực làm vậy. Doãn Hoán cười nói, ông ta phất tay, người nhà họ Doãn bao vây lấy Doãn Thu Ca và Tần Lâm, lúc này đến một con ruồi cũng không bay ra nổi. Tiêu thiếu gia, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không để tên khốn khiếp này bước nửa bước khỏi nhà họ Doãn đâu. Tiêu thiếu gia, tôi đã thông báo cho Chủ tịch Tiêu rồi, Chủ tịch Tiêu sẽ đến đây ngay, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi ở nhà họ Doãn. Doãn Chấn Phong cười xảo quyệt, ông ta sớm đã chuẩn bị toàn vẹn kế hoạch rồi. Lúc này bọn họ không thể nào khống chế được cục diện, nên chỉ có thể gọi Chủ tịch Tiêu đến, Tiêu thiếu gia bị đánh, nếu như không thông báo ngay cho Chủ tịch Tiêu thì chắc chắn không xong. Anh cả, anh! Doãn Chấn Tử sững sờ, ông không ngờ anh mình lại nhanh vậy, đã thông báo cho Tiêu thần rồi, trong lòng cũng hơi sợ sệt. Doãn Thu Ca nói nhỏ, ôm chặt lấy Tần Lâm, khóc không thành tiếng. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Sư phụ, xin lỗi, đều tại tôi hại anh. Xin lỗi. Lưu Mỹ Lan khoanh tay trước ngực mà nói. Chạy đi, tôi xem cậu chạy đi đâu được. Hừ, hừ, Tần Lâm, đợi Chủ tịch Tiêu đến sẽ xử lý cậu. Tần Lâm bây giờ nhất định không dám chạy, nhiều người thế này cũng xông lên, anh nhất định sẽ bị đánh. Bây giờ biết sức mình đến đâu cũng tốt, đỡ chịu khổ. Nếu không tí nữa Chủ tịch Tiêu đến lại bị đánh. Hơn nữa nhà họ Tiêu sẽ không dễ dàng tha cho Tần Lâm đâu. Tần Lâm cười ha ha nói, sừng sững hiên ngang, không hề dao động. Yên tâm đi, tôi không đi, tôi sẽ ở đây, không ai bắt nạt được cô đâu. Cứ giả bộ đi Tần Lâm, tôi xem cậu giả bộ được đến mức nào, bây giờ tôi khuyên cậu tốt nhất quỳ xuống tạ tội Tiêu thiếu gia, để Tiêu thiếu gia hạ hỏa, nếu không, một khi Chủ tịch Tiêu đến, cậu chết chắc. Doãn Hoán tự tin vạn phần. Chủ tịch Tiêu kinh doanh bất động sản, đàn em dưới trướng rất kinh khủng. Tần Lâm đắc tội Tiêu thiếu gia nhất định sẽ bị đập cho như xương. Tần Lâm đã không biết điều rồi, thì cháu mau quỳ xuống đi, nếu không Tiêu thiếu gia không để cháu yên đâu. Sau này cháu gả cho người ta rồi, tên Tần Lâm không biết điều này chắc chắn xong đời. Bây giờ cháu nhận lỗi, nhà họ Tiêu sẽ không tính toán với cháu đâu. Tiêu đại thiếu gia tự biết ý, chỉ cần cháu nhận lỗi là được. Đừng ở bên tên Tần Lâm này nữa, cháu không sợ nhà họ Tiêu nổi giận à. Doãn Chấn Phong cảm thấy bất an, Tiêu thiếu gia bị đánh ở nhà họ Doãn, dù tí nữa Chủ tịch Tiêu đến, mình cũng không dễ ăn nói, hơn nữa bây giờ chỉ khi Doãn Thu Ca nhận sai thì bọn họ mới có thể xây dựng lại mối quan hệ với nhà họ Tiêu, nhưng Doãn Thu Ca mà không phối hợp thì bọn họ sẽ hoàn toàn gặp xích mích với nhà họ Tiêu.
Doãn Thu Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Nằm mơ, dựa vào đâu mà tôi phải cúi đầu nhận lỗi trước cậu ra? Mấy người có phải quỷ quen rồi không? Cùng lắm là chết, sao chứ? Doãn Thu Ca, tôi trước giờ chưa từng sợ gì, đặc biệt là chết, mấy người muốn tôi cúi đầu á, nằm mơ đi. Có điều, nếu mấy người thả sư phụ tôi đi, tôi sẽ quỳ trước Tiêu thiếu gia. Doãn Thu Ca suy đi tính lại, sau một hồi đấu tranh nội tâm, bản thân dù sao cũng không còn đường thoát rồi, nhưng cô không muốn sư phụ chết chung với mình. Căn nguyên của chuyện này là do mình, bây giờ mình lại liên lụy đến sư phụ, cô thực sự không nỡ. Tiêu Vân Phong điên cuồng gào lên. Hừ, hai người đừng nghĩ đến chuyện rời đi, con tiện nhân này, bây giờ là lúc nào rồi mà mày còn không quên tình nhân của mày, ông đây sẽ giết chết mày, để mày biết, ai mới là người đàn ông của mày, tao sẽ khiến con điếm ti tiện như mày hối hận đến kiếp sau. Rác rưởi câm miệng. Tần Lâm lại đạp cho anh ta một phát, đạp trúng ngay cái mặt tiền của anh ta, răng của Tiêu Vân Phi rụng sạch, người nhà họ Doãn run lẩy bẩy, ác quá đi. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tiêu Vân Phi vừa nói mà gió cứ luồn qua miệng, anh ta run rẩy, người nhà họ Doãn rối như tơ vò, cứ như đang ngồi trên chảo lửa vậy, ai cũng đứng đần ra. Tên Tần Lâm này định khiến mọi việc tệ đến mức nào nữa đây? Tiêu thiếu gia sắp bị anh đánh chết rồi, nhà họ Doãn sẽ là người phải chịu trách nhiệm đấy. Doãn Trấn Phong gào lên, nhưng không dám lại gần. Dừng tay, thằng khốn nạn, mau dừng tay. Chuyện ngôn tình. Hay là ông thay anh ta nhé? Ông xem, tôi đánh vài cái chắc ông xong đời đó. Tần Lâm cười khẩy, Doãn Trấn Phong mặc dù tức đến run người nhưng không dám tiến lên, bộ xương già này sao chịu nổi đòn đánh của Tần Lâm, người nhà họ Doãn ngoài mạnh trong yếu, đứng ở bên không ngừng lải nhải, nhưng đến lúc ra tay thật thì sợ co giò. Doãn Trấn Phong thực sự không chịu nổi, mắng cũng mắng không lại, đánh cũng đánh không được, ông ta bực mình mà chẳng làm được gì. Cậu cậu, đồ không có giáo dục. Doãn Thu Ca vô cùng lo lắng, Tần Lâm vẫn ung dung thư thái, chẳng hề vội. Sư phụ, tôi cầu xin anh mau đi đi, bọn họ không chặn nổi anh đâu, anh không cần vì tôi mà chôn vùi tương lai của mình, người nhà họ Tiêu sẽ không tha cho anh đâu. Tần Lâm khinh bỉ nói. Tôi nói rồi, cô ở đâu, tôi ở đó, tôi sẽ không để nhà họ Doãn bán cô đi đâu. Nếu như bọn họ muốn vực dậy thì phải tự dựa vào bản lĩnh của mình. Chứ làm mấy trò vớ vẩn này thì không lâu dài đâu. Cô xem, nhà họ Tiêu liệu có giúp đỡ vực dậy nhà họ Doãn không? Lưu Mỹ Lan trốn sau lưng Doãn Hoán, bĩu môi nói, sợ Tần Lâm sẽ nhắm vào bà ta. Cậu chỉ biết cứng miệng thôi, chủ tịch Tiêu sắp đến rồi, tôi thấy cậu không kiêu ngạo được lâu đâu, người trẻ tuổi thì đừng có làm càn quá, không có tác dụng đâu. Lúc này, cả đại sảnh nồng nặc cảm giác sơ xác tiêu điều, không ai dám nói gì. Bầu không khí như ngưng đọng lại, vô cùng lúng túng. Ai dám động vào con trai tôi? Người nhà họ Doãn run như cầy sấy, chủ tịch Tiêu mà nổi giận thì bọn họ không chịu nổi. Họ có thể vì nhà họ Tiêu nổi giận mà rơi vào cảnh đầu đường xó chợ. Nhà họ Doãn vẫn luôn sống dựa vào người khác, lại thêm thế lực của nhà họ Tiêu rất lớn, nhà họ Doãn căn bản không đọ lại. Mày là người đánh con trai tao? Tiêu Thần nhìn Tần Lâm, lửa giận bùng lên. Hơn 40 đàn em đứng sau đều tỏ ra khinh bỉ, kiêu căng ngạo mạn. Không ngừng lắc vũ khí trong tay, tỏ vẻ gươm súng sẵn sàng. Tần Lâm cười nói. Ý thế hiếp người, đáng đánh, ông cũng muốn bị đánh hả? Tao thấy mày không biết điều thật, mày nghĩ hôm nay mày có thể lành lặn đi ra khỏi chỗ này hả? Tiêu Thần cười, thằng nhãi này ngông cuồng ghê, ngông cuồng đến mức không có giới hạn luôn, dám không coi mình ra gì. Mà đã không coi mình ra gì thì thôi, nhưng mà đằng sau mình còn có đến mấy chục tên côn đồ tay cầm sẵn vũ khí, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, đây chắc không phải giả bộ đâu nhỉ. Doãn Thu Ca chắn trước mặt Tần Lâm, bảo vệ anh ở phía sau. Một người làm một người chịu, chủ tịch Tiêu, chuyện này là do tôi gây ra, mấy người thả sư phụ tôi đi, tôi tùy mấy người xử lý. Mày có đủ tư cách chắc, cho dù là chủ nhà họ Doãn thì cũng không đủ tư cách. Hắn đánh con trai tao, thì phải trả giá, còn con tiện nhân như mày còn biết chuyện này do mày à? Ha ha, cút cho tao, nhà họ Doãn mấy người không xong đâu. Lời chủ tịch Tiêu khiến nhà họ Doãn trợn tròn mắt, đây chẳng phải muốn dạy cho nhà họ Doãn một bài học sao? Đều tại con tiện nhân này và cả Tần Lâm, nếu không vì hai người thì nhà họ Doãn sao có thể ra nông nỗi được?
đều tại hai người, đúng là đồ xui xẻo, Tiêu thiếu gia là người tốt, cô ta đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ, có chồng rồi mà vẫn đi mê hoặc người khác. Đúng vậy, may mắn của nhà họ Doãn chúng ta giờ đều bị họ quét sạch rồi. Đúng vậy, đàn bà mà không có đạo đức, đó là chuyện kiêng kỵ nhất, còn tiện nhân này nhất định chết không tử tế. Đúng là hại chết chúng ta mà. Người nhà họ Doãn chẳng kiêng dè gì mà sỉ nhục Doãn Thu Ca, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, chuyện này không phải do cô làm người quá tệ, mà do cô quá yêu túi, khiến cho đám con cháu nhà họ Doãn đều trở nên mờ nhạt. Người giỏi quá ắt bị đố kỵ. Đạo lý này, Doãn Thu Ca cũng không phải ngoại lệ, trước mặt một vẻ, sau lưng một vẻ, ai mà chẳng muốn bộc lộ tài năng ở gia tộc chứ. Nhưng vì sự tồn tại của Doãn Thu Ca mà họ như đều trở thành nền. Nay Doãn Thu Ca rơi vào thế yếu, bọn họ nhân thời cơ dậu đổ bìm leo, bọn họ chỉ muốn đạp cô xuống bùn, như vậy họ mới cam tâm. Chuyện này không liên quan đến việc kia, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy Doãn Thu Ca và Tần Lâm bị đánh đến biến dạng, như thế bọn họ mới có địa vị ở nhà họ Doãn, ngay cả bố mẹ cũng ghét cô, huống chi là người khác. Lòng của Doãn Thu Ca đã chết lâu rồi, may mà cô gặp sư phụ, nếu như không có lời của sư phụ, chắc bây giờ cô sắp chết rồi, chẳng thể sống thêm mấy ngày nữa. Nhưng Doãn Thu Ca không muốn rước họa vào thân, liên lụy đến sư phụ, chuyện này vốn không liên quan đến anh, đều tại cô cả. Tiêu Thần cười khẩy nói. Một đại nam nhi lại trốn sau lưng phụ nữ, thế thì có bản lĩnh gì? Ha ha ha, mày cũng chỉ là loại hèn nhát thôi. Đúng vậy, chủ tịch Tiêu, thứ rác rưởi này không xứng nói chuyện với ông, chúng ta đánh nó tàn phế đi. Dám động đến Tiêu thiếu gia, tao nghĩ mày chán sống rồi nhỉ. Chủ tịch Tiêu yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ cho nó cảm nhận nỗi đau của cuộc sống. Đám người sau lưng Tiêu Thần ngứa tay rồi, đây đều là đám công nhân làm việc ở công trường của ông ta, toàn là lưu manh, du côn, hoành hành ngang ngược ở thành phố Khang Bình này, không ai là không nể mặt bọn họ, đặc biệt là bọn họ có chỗ dựa là Tiêu Thần có tiền có quyền. Nhà họ Tiêu ở thành phố Khang Bình đứng thứ nhất thứ hai. Tiêu Thần lạnh lùng nói, tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu 100 cái, tao sẽ không giết mày, nhưng sẽ đập nát xương mày, cắt đứt gân tay gân chân mày, biến mày thành phế vật, nếu không tao chỉ có thể khiến mày sống không được, chết cũng không xong. Tần Lâm cười nói, thật không, vậy thì tốt quá, tôi muốn xem ai có bản lĩnh này, nếu không làm được, tôi sẽ để cậu Tiêu nếm thử nhé. Tiêu Thần nghiến răng, gầm lên. Lên hết cho tôi, đừng giết. Để nó sống, tôi muốn hành hạ nó sống không bằng chết. Tiêu Thần nhìn thấy con trai bị đánh thành như vậy, răng rụng mất mười mấy cái, mồm đầy máu, chỉ muốn phanh thây Tần Lâm. Con trai của bố. Tiêu Thần run rẩy ôm lấy con trai mình, hai mắt đỏ bừng. Xử nó đi. Hơn 40 người cầm vũ khí xông lên, trong nháy mắt bao vây Tần Lâm. Tất cả người nhà họ Doãn đều dẹp ra ngoài. Doãn Thu Ca cũng bị Doãn Chấn Tử kéo sang một bên, còn Tần Lâm bị đám lưu manh vây vào giữa, chìm ngập trong đấy. Không, sư phụ, sư phụ. Doãn Thu Ca hai mắt ngấn lệ, gào thét khản cổ, nhưng đám côn đồ nhà họ Tiêu sao có thể nghe lời cô được. Đám người này chen nhau xông lên, họ cũng chẳng quan tâm nhiều, mỗi người một cước là đủ để nửa cuối đời Tần Lâm phải nằm bại liệt trên giường rồi. Tôi nhổ, đáng đời, ai bảo cậu ta đánh người chứ? Tiêu thiếu gia là người mà cậu ta có thể đánh chắc. Loại người này không biết điều, Tiêu thiếu gia có thân phận như nào, cậu ta có thân phận như nào, đúng là tự tìm đường chết. Hy vọng chủ tịch Tiêu hả giận xong đừng giận lây sang chúng ta. Tên này tự làm tự chịu, đâu liên quan gì đến nhà họ Doãn đâu. Người nhà họ Doãn ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến mình, không ngừng lui về sau, cảnh tượng trước mắt thảm thiết nhưng bọn họ lại vui vẻ xem. Vừa nãy Tần Lâm chẳng phải còn kiêu ngạo sao? Xem bây giờ anh còn có thể kiêu ngạo tiếp được không? Doãn Hoán cười khẩy. Người trẻ tuổi thì đừng có kiêu ngạo quá, không có tác dụng đâu. Tần Lâm bị chủ tịch Tiêu xử lý, bọn họ cũng yên tâm. Tần Đại Sư rất đàn ông. Doãn Chấn Tử nắm chặt tay Doãn Thu Ca, trầm giọng nói, nếu như không vì bị ông kéo, Doãn Thu Ca chắc sẽ xông lên. Tiêu Thần trầm giọng nói. Con trai, bố báo thù cho con rồi. Bốp, bốp, bốp bốp bốp. Lúc này, Tiêu Thần kinh ngạc nhìn về phía Tần Lâm, từng người một bị anh đánh bay, đập vào ngoài đại sảnh, dao súng gây gộc đều bị bẻ gãy,
hơn 40 người đều bị đạp văng ra, đập vào cây cối xung quanh. Doãn Thu Ca không ngờ sư phụ có bản lĩnh đến vậy, chẳng trách anh có thể bình tĩnh không hề sợ người nhà họ Tiêu. Người nhà họ Doãn không dám đi khiêu khích Tần Lâm, chỉ có thể câm miệng, ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên, nhìn Tần Lâm, run rẩy. Tiêu Thần hét lên, từ từ lùi về sau, sợ người gặp xui xẻo là mình. Mày đừng qua đây, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, mày mà ra tay với tao, mày chết chắc. Nhà họ Tiêu ở thành phố Khang Bình đứng số 1 số 2, mày dám động vào một sợi lông của tao, mày không có chỗ chôn thây đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.